Hôm nay kênh sẽ đưa các bạn đến bộ phim phim chung có nội dung mới lạ nhất từ trước đến nay nhé. Bộ phim Trịch Quỹ Đạo kể về nhân vật chính là Giang Hiểu Viện vì não cô bị gắn chip nên lầm tưởng mình là người giàu có xuyên không thành cô gái nghèo khổ. Trong lúc tưởng chừng không thể sống nỗi cô đã gặp tổng tài Kỳ Liên, chàng trai tốt tính giúp cô vượt qua được bi kịch. Mở đầu phim là chiếc xe hơi màu hồng đang phóng ầm ầm trên cầu. Một cô gái xinh đẹp cầm lái bên trong, bỗng có chiếc xe tải đụng mạnh ở phía sau. Cô gái bị lạc tay lái, va vào các xe hơi khác đến nỗi quay 360 độ, quay thêm mấy mươi vòng rồi mới chịu văng thẳng xuống sông. Đồ đạc bay tứ tung, cô hoảng loạn chẳng biết làm sao, bỗng có một chiếc điện thoại bắt đầu kích hoạt hệ thống bí ẩn. Thời gian quay về năm 2012, thanh niên này tên là Tĩnh Dương đang bị thương rất nặng cần cấp cứu gấp. Còn anh chàng áo đen này tên là Kỳ Liên, đang đợi bên ngoài và nhớ lại cảnh chém lộn. Tĩnh Dương chính là bạn của anh, đã đỡ cho anh một cú. Bác sĩ báo ca này lành ít dữ nhiều, Liên cảm thấy buồn cho bạn mình. Trên sân thượng, Dương đang ngồi trên chiếc xe lăn còn anh ở dưới nghe điện thoại, nghe thoại xong đi lên phát hiện bạn mình mất tích bí ẩn. Nhìn xung quanh, mọi thứ còn y nguyên, có chiếc điện thoại trông rất lạ, anh cầm nó lên, nhìn xuống dưới đường cố gắng tìm bạn mình lần nữa nhưng vô dụng, đúng là hoang mang thực sự. Trong phút chốc, thời gian tiến tới 2025, một cô gái đang make up trong nhà vệ sinh, tên cô là Hiểu Viện. Có người đàn ông gọi cô kêu đi làm nhưng cô không quan tâm rồi cúp máy ngang luôn, đi ra còn bị con nhỏ chảnh chọe va chúng. Cô cùng tụi bạn vui chơi trong quán bar, cạn ly vui gần chết thì có tiếng tin nhắn điện thoại reo lên hóa ra là đón bạn trai mình anh này mặc nguyên sét trắng tên anh ta là bách vũ nhìn bảnh bao phết hèn chi ra mắt tụi bạn ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ đúng là combo đẹp trai con nhà giàu học giỏi ngồi chơi chưa được bao nhiêu vũ đòi đi vệ sinh vừa ra gặp ngay con nhỏ chảnh chọe lúc nãy nhỏ bay tới sàn nẹo nhận là bạn gái ôm ấp các kiểu hiểu viện và bạn cô cùng thấy cảnh này nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cô dường như biết chuyện này có vấn đề liếc sang trái quả thật là vậy có người đang cố tình chụp lại. cô nhanh chóng đi đến giật máy, tiến thẳng tới và đẩy nhỏ ra liền. nhỏ kia đã diễn tệ mà còn cãi bướng nên bị chị đại hiểu viện dần mặt một phen hú hồn hú vía rồi cô bỏ đi. vũ chạy theo hiểu viện ra bãi xe, anh đi lấy xe còn cô đứng nói chuyện với bạn. vũ chở cô về trên cầu anh ta cố giải thích chỉ yêu mình cô thôi. chẳng biết nhỏ lúc nãy là ai. sáng hôm sau tại quán trà, cô trò chuyện cùng một người bạn tên cô này là thụy tuyết. hai người bàn về việc sẽ mở ra một tịch trà chiều để thu hút thêm khách. nói là làm. Tiệc trà chiều tổ chức như kế hoạch, Tuyết vô tình nghe được hai người kia nói xấu về chất lượng quán trà này nên cô hơi nản. Hiểu Viện đi tới tặng Tuyết khăn lụa, đúng lúc đó Vũ cũng đi tới. Hiểu Viện nhờ Vũ đưa Tuyết về dùng, Tuyết từ chối còn Vũ thì có vẻ nhiệt tình lắm, có gì đó mờ ám lắm đây. Lát sau, Hiểu Viện nhìn thấy túi khăn lụa lúc nãy bạn mình để quên, cô dạo quanh tìm kiếm Tuyết. Nghe âm thanh nhạy cảm phát ra từ căn phòng, Ôi khoan khoan dừng khoảng chừng là 5 giây, thì ra là tiếng của Tuyết và Vũ đang làm chuyện ấy, Hiểu Viện ngơ người mặt không cảm xúc ra ngồi lại vị trí cũ đợi Thụy. Vụng trộm xong, Tuyết mỉm cười tung tăng đi ra, thấy Hiểu Viện ngồi trình hình ra đó cái cô ta tỉnh lại liền. Tuyết cố tỏ vẻ bình tĩnh và rót trà mời bạn mình, Hiểu Viện nhắc đến Vũ làm Tuyết xanh mặt, một hồi còn lồi ra sự thật. Tuyết hết chối chỉ biết quỳ xuống xin tha thứ lỗi lầm vì lỡ làm kẻ thứ ba chen chân. Hiểu Viện giận quá trời giận, bỏ đi ra cầu, Tuyết chạy theo. Hai người cãi lộn um sùng về dự án cùng thành lập quán trà và mối tình giữa ba người. Một hồi, Hiểu Viện mệt mỏi bỏ đi, Tuyết tiếp tục mặt dày chạy theo, quy xuống năn nỉ ỉ ôi nhưng hiểu viện dứt khoát gạt tay bỏ về tuyết ham dọa nếu đi thì cô ta nhảy cầu hiểu viện vẫn đi để cô ta một mình muốn làm gì thì làm bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong yếu đuối hiểu viện ngồi gục trên sàn bỗng có cuộc gọi từ vũ báo tin tuyết mất tích rồi hiểu viện hoang mang vội chạy ra cây cầu hôm qua vũ cũng có mặt nghĩ tuyết đã nhảy cầu thiệt nên cô cũng cuống cuồng cả lên trợ lý hứa gọi cho cô cô đến quán trà gặp ông ta đang ngồi ở đó ông ta hỏi hiểu viện những câu kỳ lạ đưa ra cho cô chiếc điện thoại mong cô phối hợp về phòng trợ lý hứa liên lạc lại với cô qua chiếc điện thoại ông ta đưa sáng nay nói về tình hình của tuyết đang nói thì đèn chớp tắt liên tục trong creepy quá đi hiểu viện chạy chiếc xe hơi hồng đi tới nơi trợ lý hứa nói vừa chạy vừa nghe điện thoại nhưng giữa chừng mất sóng cảnh này là cảnh lúc đầu phim đây đồng hồ đang đếm ngược ở đây hệ thống định vị ra người bạn của kỳ liên anh ta liền đi nhanh tới đó trên bờ sông hiểu viện tỉnh dậy như một vị thần nhìn thấy căn cước công dân của mình đúng cái tên còn lại bị sai thông tin, cô chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hiểu viện hoang mang đứng dậy đi loạn trọng được một chút thì ngã lăn ra xỉu ngang bên vệ đường. Bỗng cô giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang ngồi nhờ xe của một chị tốt bụng tên là Tú Cần. Tới cửa hàng tiện lợi, Hiểu viện xuống xe chạy một mạch vào mượn điện thoại công cộng gọi trợ lý hứa, tiếng chuông điện thoại reo lên ở chỗ chiếc xe mô tô của ai đó. Không gọi được, cô nhìn vào điện thoại bàn hiển thị năm 2018, nhìn lên lịch cũng là năm 2018, nhân viên khẳng định là 2018, cầm hàng hóa đều là 2018. Tự nhiên cô thấy nhức nhức cái đầu rồi đi vào xe. Hóa ra chiếc xe mô tô này là của Kỳ Liên, anh nhìn theo cô nhưng không nói gì, rồi bước vào gọi lại cuộc gọi nhỡ. Nào ngờ đó là số của điện thoại công cộng trong này và Kỳ Liên cũng đã biết được người gọi cho mình là cô gái lúc nãy. Trên xe, cô hoang mang chẳng lẽ mình xuyên không hả trời, cô xin gọi thêm một cuộc nữa, Kỳ Liên đang chạy xe nên cũng không bắt máy. Lo lắng, sợ hãi, khóc lóc, Tú cần thấy hiểu viện tội nghiệp quá nên dẫn cô về nhà chị ấy luôn. Kỳ Liên tới bờ sông lúc nãy thấy có vết máu tưởng là máu bạn mình, hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng chẳng có bóng người nào. Con đường dẫn vào nhà chị cần cũng lộn lộ xộn phết, ở đây giống như là cái xóm lao động vậy. Con gái chủ tịch thấy hơi ngao ngán nơi đây, thôi kệ đi tiếp xem sao. Căn nhà khá nhỏ, đứa con gái của chị tên là Điềm Điềm, gặp Hiểu Viện, bé soi từ trên xuống dưới và có thái độ rất khó chịu. Đêm đêm, Hiểu Viện nằm tràn trọc, thời buổi này xuyên không tận 7 năm trước cũng thiệt là lạ, dù sao cũng đã lỡ xảy ra như thế rồi đành phải cố gắng tìm cách quay về thôi. Xóm này thực sự rất là rắc rối và phiền phức. Hiểu viện nhìn muốn nản ngang, thêm bé Điểm đi ra xô cô một phát. Cô chờ người ta đánh răng xong là vào chỗ liền, chỉ mới mở nước ra đánh răng thì chị tú cần đã bị thằng nhóc hôm qua ném nguyên chậu bông xuống ngay đầu, chảy máu, ngất xỉu. Một thanh niên ấm chị ấy đi bệnh viện gấp. Hiểu viện đi theo vào chồng xem sao. Điểm chạy vào xin hiểu viện phụ tiền để cứu mẹ mình. Hiểu viện cũng hùng tiền nhưng nhín nhín lại xíu phòng thân đang không đủ tiền bỗng kỳ liên xuất hiện như một vị cứu tinh đến giúp phần còn thiếu ấy cho bọn họ khoảnh khắc ấy thật đẹp trả xong phí cô lang thang trên đường ngồi bên thềm dầu dĩ vì chẳng còn tiền đi tàu về quê kỳ liên lại xuất hiện hỏi cô một số vấn đề rằng bên bờ sông có phải vết máu trên trán cô chảy ra không cô trả lời hời hợt xong bỏ đi nhưng lại bị ngất xỉu lần hai tỉnh dậy thì thấy kỳ liên ở trước mặt chính anh đã đưa cô vào đây anh còn rót nước cho uống vậy mà cô ấy hiểu lầm bảo đừng giở trò vì cô là con gái chủ tịch Nghĩ Kỳ Liên không tin lời mình, cô bèn gọi cho ba, vậy mà điện thoại của Kỳ Liên reo lên. Cô hú hồn, gọi lại lần nữa, vẫn là Kỳ Liên bắt máy. Kỳ Liên đưa tin tức đăng trên mạng cho cô là cha cô đã mất năm 2009, tập đoàn của gia đình cũng tiêu tán. Hiểu viện thất vọng đi ra ngoài, một luồng ánh sáng phát ra, cô nhìn thấy bản sao của mình đang đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô. Hiểu viện nhận ra, mình đang ở một thế giới song song, là phiên bản của Hiểu viện 7 năm trước. Hiểu viện đi ra bờ sông nghĩ rằng cánh cửa về lại thế giới của cô ở năm 2025 chắc nằm đâu ở dưới đó. Cô đã bỏ túi sách lại và nhảy xuống sông một cách tỉnh queo. Người trên bờ tưởng cô tự vẫn nên nhảy xuống cứu hiểu viện, cứu xong đưa cô lên đồn công an. Công an tra hỏi cô đủ điều nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời mang tính chất mơ hồ. Nhìn ra cửa sổ, Kỳ Liên đi tới giải cứu, quăng cho hiểu viện bộ đồ mới rồi và nói chuyện với công an. Được vài câu thì ký tên bảo lãnh hiểu viện về, sẵn hỏi luôn vụ người bạn của anh mất tích đã tìm như thế nào rồi kết quả chỉ là con số không trong suốt 5 năm tìm kiếm. Hiểu viện đi xuống cầu thang gặp Liên đứng ở đó, anh lẽo đẽo theo cô. Hình như hiểu viện của thế giới này là đồng hương của Liên, nhưng cô sợ lộ danh tính thật nên vội bỏ đi. Liên vẫn dõi theo, cô chạy cho nhanh mong thoát khỏi rồi còn trốn vào trong bụi cây. Ngờ đâu, Liên đã đứng đợi phía sau sẵn rồi nè hi hi. Hiểu viện đành chọn cách đi vào nhà vệ sinh nữ, Liên đứng đợi mòn hơi thì phát hiện hiểu viện đã trèo cửa sổ chạy mất tiêu từ lâu rồi. Tối tối, hiểu viện đứng trước quán ăn, bụng đói cồn cào mà chỉ còn vài xu đủ gọi chén cơm trắng nhỏ xíu cái bàn dưa kinh khủng do kỹ tính nên cô dành cả thanh xuân lau bàn ghế bằng bịch khăn giấy khô có sẵn liên đang nghe điện thoại xuống cầu thang là thấy hiểu viện ngay bà chủ đem cơm cho hiểu viện nhưng cô vẫn tiếp tục lau cho sạch liên chỉ biết nhìn từ xa không dám lại gần còn cô vừa ăn vừa tủi thân ăn xong cô đi vào nơi khá vắng vẻ mà dòng cái thứ nghèo nghèo nó hay xui hiểu viện bị cướp giật túi sách cô không buông bị nó lôi theo lúc này liên xuất hiện nhảy xuống thì tụi nó mới chịu buông khiến cô bật ngửa ra sau hai tên đó bị liên cua vài cái là nằm gục công an cũng có mặt bắt hai tên đó đi ngay và luôn liên quay qua nhìn cô mà còn bị chửi thêm rồi anh đưa tiền cho hiểu viện dùng đỡ nhưng cũng bị chửi luôn tưởng liên coi thường mình cô quăng tiền xuống nhưng sau đó cũng nghe lời liên mà nhặt lên thôi kệ có còn hơn không mai này tính sau vậy liên hướng dẫn cô đến khách sạn để cô nghỉ ngơi rồi anh đi vào khách sạn thấy ở đây phòng vừa mắc vừa không bao ăn sáng nhìn qua thấy bảng tuyển dụng nhân viên tiệm nét, tự nhiên cô không muốn thuê nữa rồi bỏ đi. Lễ tân khách sạn gọi cho Liên, tưởng yên ổn ai dè phải quay lại kiếm cô ấy, Liên vừa đẹp trai vừa nhiệt tình quá đi. Hiểu viện vào tiệm nét, khói nghi ngút, bước vào thấy quá trời người ăn mặc lồng lộn đang xếp hàng chờ phỏng vấn, cô cũng dáng đợi xem sao. Hóa ra cô ấy đã đi lầm tiệm rồi, thế là anh Lễ Tân và Liên chia nhau ra tìm cô khắp nơi. Hiểu viện bước vào phòng kín, ông chủ kêu cô thể hiện tài năng của mình. Tuy đẹp nhưng hát như bò giống khiến ông ta giật mình quay lại, cô lại thể hiện tiếp điệu nhảy dị hợm khiến ông ta muốn ói. Tưởng không đậu ai ngờ đậu không tưởng nha, ông chủ bấm bụng nhận cô vì miễn có khuôn mặt xinh là được. Hỏi ra mới biết đây không phải là tiệm nét cô cần tìm mà đây là tiệm nét trái phép, thôi kệ làm xem sao. Ông chủ hướng dẫn cô vào thử việc rồi sẵn nổi máu dê tính giờ trò, đâu dễ dãi vậy, người ta chờ ê chê ra mặt luôn kìa ông nội ơi. Cô bắt tay vào việc thì chưa gì đã su cà ná, đổ hết lên người khách, ông chủ phải chạy lại giải quyết dùng. Hiểu viện đang ăn mì ngon lành, nghe có người gọi tên mình, ngờ đâu đó là thằng bạn mình. Hiểu viện giật mình đứng dậy, cậu ta đưa cô cái đùi gà to đùng và hứa dẫn cô về thế giới hiện tại. Nhưng, tất cả chỉ là mơ thôi, cô đang ngủ gục, ông chủ gọi cô dậy chỉ vào nhà kho chính là chỗ ngủ của cô, cô vào đó nằm nghỉ. Một lúc sau, hiểu viên ra ngoài mua đồ ăn, đi đến tiệm mua cục sạc điện thoại sẵn sạc ở tiệm luôn. Đi trên đường, cô cố gắng gọi bố mình nhưng không được nên quăng điện thoại vào sọt rác luôn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đành phải lục lọi tìm lại và người bắt máy lần này là Liên, cô cúp ngang đi một chút, trùng hợp gặp Kỳ Liên trước mặt, cô quay người đi. Liên chạy theo kéo cô về, nhắc về chuyện giữa hai người mà cô có phải hiểu viện thế giới này đâu mà biết. Tính cô cũng chẳng quan tâm mấy nên đã đi một mạch về chỗ làm, Liên đã đi theo và biết được nơi này. Tại đây, cô làm quần quật sáng tối, ăn uống phải tính toán từng đồng, có lúc tủi thân âm thầm khóc hu hu, may mà có con chó bầu bạn. Liên đứng phía trên cầu thang chứng kiến trong lặng lẽ. Hiểu viện vào tiệm, đưa chai coca cho nhóc này mà nó lại sờ tay cô, còn cả gan vỗ vào mông cô hết nhịn nổi máu điên nổi lên cô quay lại quất túi bụi vào người thằng nhóc này cho chừa cái thói dám sàm sỡ con gái chủ tịch rồi cô cũng xin nghỉ việc luôn ông chủ tính quyệt lương nhưng bị cô hù một phen sảng hồn phải trả lương cho cô ngay lập tức có được tiền hiểu viện gọi liền cho kỳ liên để trả nợ anh hẹn cô tại một căn biệt thự cổ kính chạy lên mấy bậc thang gõ cửa bên này không ai ra gõ cửa bên kia cũng không động tĩnh tức quá cô tung một cước vào cánh cửa khiến nó mở ra bước vào trong thấy cũng hay hay chỗ này đẹp quá xá đẹp cô đứng đợi sẵn tiện lấy bánh mì ra ăn. Bỗng có mấy gã đầu gấu đến kiếm Kỳ Liên, họ giật ổ bánh mì của cô, rồi còn rục xuống đất một cách tự nhiên. Kỳ Liên đúng lúc về tới, cho ba người họ mấy đòn nhẹ nhàng thôi, vậy mà chưa gì đã ngã lăn ra rồi bỏ chạy thụt mạng. Hiểu viện thấy hơi rén, tính đưa tiền xong rồi về, nhưng nghe anh ngỏ ý mời vào nhà chơi, cô lại ngoan ngoãn đi theo. Dấu chân lúc nãy in đậm lên cửa nhà anh khiến cô sự chân. Vào phòng, cô ngồi im re, thấy anh cầm dao cô hơi hoảng, tìm cách bỏ về. Nhìn qua, Thấy Liên đẹp trai mà còn biết nấu ăn, cô chọn ở lại ăn cơm, dù sao từ lúc tới đây cũng chưa ăn được bữa nào ra hồn. Cô ăn ngấu nghiến món cơm cà ri, ăn thêm cả đĩa trái cây to, vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh phòng. Bỗng cô mở cửa một căn phòng thấy toàn là những bức ảnh có xác người gây rợn, nên đã vội vã chạy ra khỏi đây. Kỳ Liên chẳng biết ở đâu mà phóng ra bắt kịp được cô, chờ cô một mạch đến tiệm salon. Một người đàn ông đi ra, tên là Phương Châu, Kỳ Liên giao cô cho anh ta rồi đi về. Châu là sếp của tiệm salon này giới thiệu các dịch vụ làm tóc, các công việc của nhân viên tại tiệm cho cô biết, rồi mời cô vào làm việc tại đây luôn. Có bao ăn là được, cô chấp nhận làm, Châu đưa cô bộ đồng phục và giới thiệu cho cô biết đây là Hải Luân, trưởng phòng của tiệm này, nhìn là thấy không ưa rồi đó. Châu dẫn cô đến phòng ngủ, ok gấp ngàn lần phòng kho của tiệm nét chui kia nhiều, Châu có nhắc tới Liên nhưng cô không biết gì cả. Vào phòng ngủ, nghĩ về những gì Liên làm cho mình khiến cô cảm thấy có thêm chút niềm tin ở thế giới này. Sáng hôm sau, cô xách túi đi lon ton vào và không ý thức được bản thân đi trễ châu nói vài tiếng rồi giới thiệu cho cô biết cặn kẽ các nhân viên chuyên gội đầu cho khách là các chị gái xinh đẹp này đây tuyển vào làm nhân viên gội đầu nhưng lại chỉ dọn nhà vệ sinh khiến cô ấm ức dọn xong đi một mạch đến hỏi phần cơm của cô ở đâu đám nhân viên đó chẳng ai quan tâm đến cô cả xếp châu đưa cô vào phòng làm việc đưa cơm cho cô rồi khuyên cô phải hòa đồng với mọi người nghe đã thấy bực cô đem cơm đi chỗ khác ăn cho an yên mấy bà đó cũng kiếm chuyện ăn xong kêu người ta dọn thôi thì dọn vậy. Cô hất hất, lau dần mặt bọn họ rồi bỏ đi ra ngoài. Kỳ Liên đã đứng đợi sẵn, đưa cô căn cước công dân từ tay của tên chủ tiệm nét chui lần trước. Sau đó, anh còn dẫn cô vào siêu thị mua đồ mới, mấy bộ bánh bèo chị đẹp không thích đâu, chỉ thích mặc áo khoác da côn ngầu thôi. Liên xoay cô một vòng thấy ưng mắt liền choàng tay ra sau cổ cô lấy mã tính tiền, khiến cô cảm thấy sao xuyến rung động. Hiểu viện không thích mắc nợ, mua đồ xong xem bill bao nhiêu để còn trả nợ. Hai người đi về, liên hỏi thăm về những năm tháng qua cô đã như thế nào sợ bị lộ bị bắt đi viện tâm thần nên cô giật túi đồ chạy vào phòng luôn liên ngớ người bỏ về xếp châu và hướng dẫn mọi người trong salon các kỹ thuật gội đầu cơ bản hiểu viện được chỉ điểm làm đầu tiên cho sếp xem thử một nam nhân viên bị làm chuột bạch dưới tay hiểu viên cô mở nước ra nóng ơi là nóng khiến anh ta muốn cháy nguyên cái đầu nói chuyện thì thổ lỗ thấy hiểu viện toang rồi xếp châu đích thân ra hướng dẫn cô giọng õng ẹo khiến ai cũng bật cười hồ hố hiểu viện trốn ra xem thông tin cách xuyên không về thế giới của cô Kỳ Liên một mình trong căn phòng, anh rất muốn tìm người bạn Tĩnh Dương, nhưng chẳng biết điều bí ẩn đằng sau là gì. Trong tiệm, sếp Châu đưa ra kết quả đánh giá, ai cũng có thành tích làm nghề xuất sắc, riêng Hiểu Viện thì yếu nghề. Cô còn bị khách complain đủ điều, nào là cào móng vào đầu khách, nước lúc lạnh lúc nóng, chẳng được tích sự gì. Hiểu Viện muốn lên trình nên nhờ Châu làm chuột bạch tiếp theo, vừa mới đặt mình xuống, nghe cô xả nước là sếp xanh mặt hoảng loạn, bỏ chạy mất dép. Cuối ca, Hiểu Viện đang lau nhà thì Kỳ Liên đi vào thấy cô hơi buồn vì không đạt thành quả gì. Anh đã dẫn cô vào phòng gội, chỉ cô cách gội đầu là như thế nào. Hiểu viện ngồi xuống, anh bắt đầu choàng khăn tháo buộc tóc và đỡ cô nằm xuống. Liên chỉnh nước cho vừa rồi từ tốn xả nước đều lên đầu cô, bắt đầu lấy dầu gội tiến hành một cách nhẹ nhàng. Hiểu viện chỉ nằm im re cảm nhận cảm giác tuyệt vời kèm chút lo lắng. Anh làm chuyên nghiệp quá mà, biết massage bấm huyệt luôn, cái gì cũng biết. Ba ngày gội đầu cho khách, tối về được anh gội đầu cho, thiệt là quá đã luôn. Anh còn sấy tóc, chải đầu, làm chọn combo cho hiểu viện rồi mới đi về sáng hôm sau vẫn nhận được kết quả chưa đạt khiến cô bực tức nghĩ có người chơi xấu cô ra ngồi máy tính tìm hiểu làm sao để tạo mối quan hệ tốt ở chỗ làm hiển thị các cách sau cách một lau nhà đã làm cho trưởng phòng té sml cách hai muốn phụ việc vật cũng không xong cách ba muốn tới tám chuyện làm quen bị trưởng phòng tới giải tán thế là toang hết ba cách nhìn họ ăn chung còn cô lủi thủi một mình tung chưa cuối luôn lấy hết tiền mua cà phê mời nguyên ám ai ngờ phát hiện tụi này nói xấu Sếp cũng theo phe, khiến cô giận dữ, chạy đến nói cho rõ ràng với sếp nhưng cũng không giải quyết được gì. Hiểu viện tới tìm nam thần ký liên nhờ giúp đỡ, chỉ cô cách massage ra đầu. Thấy cô thành tâm, anh đứng lên massage đầu cho cô, vậy mà cô ảo tưởng hôn mình luôn chứ ca, ca, ca. Tới lượt cô làm cho liên, cô cũng có khiếu quá chèn mới chỉ qua đã làm chuyên nghiệp luôn. 10 điểm 10 điểm. Liên dẫn cô đến tiệm tóc đường phố, làm cho cái kiểu tóc xinh đáo để, cô rất hài lòng cười tươi như hoa. Hai người nói chuyện với nhau bỗng anh nhớ tới hiểu viện trước kia tiến thẳng lại nắm chặt hai bên tay cô hiểu viện hoang mang đánh chống lảng mời anh đi ăn người ta mời mà nên anh thoải mái gọi quá trời món hiểu viện tròn mắt tốn tiền quá liên ơi liên nghe cô chỉ gọi một đĩa sủi cảo hiểu viện nói sự thật với anh là cô đã xuyên không về thế giới này không phải hiểu viện anh tìm bấy lâu đâu hy vọng liên xem mình là hiểu viện mới tưởng anh không phản ứng gì nghĩa là hiểu chuyện nhưng ai ngờ anh trả tin chuyện điên rồ này đòi cắt đứt mọi liên lạc hiểu viện nản chí vào nhà vệ sinh xíu gặp tiểu ca, nghe lén tên bạn trai và bạn hắn chỉ muốn chơi đùa chuyện tình cảm với cô ấy, hiểu viện tức giận thay cho tiểu ca, kéo tiểu ca đi. Kỳ Liên đưa hai tên kia vào nhà vệ sinh đấm mấy phát. Tiểu ca tưởng hiểu viện phá hỏng hôn sự của mình, mắng chửi hiểu viện xối xả, hiểu viện tạt ly nước vào mặt tiểu ca cho cô mát cô tỉnh. Kỳ Liên đưa túi sách cho tiểu ca, làm hiểu viện cảm thấy không phải anh chỉ tốt với riêng mình cô. Hiểu viện làm bài kiểm tra gội đầu cho sếp Châu, thái độ niềm nở, kèm massage huyệt khiến sếp cực kỳ hài lòng, cho cô thăng hạng lên làm thợ tóc tập sự. Đang gắn bảng tên, tiểu ca bước vào nói cảm ơn hiểu viện, sẽ kêu mọi người chấm cho cô đạt, nhưng khỏi cương ơi, chị đây lên nhiều thực lực không cần xin xỏ ai. Hiểu viện vừa lên trước liền chạy đến nhà Kỳ Liên, muốn mời anh đi ăn nhưng xui thay Liên bận mất tiêu ủi, hẹn cô ngày mai. Liên đang đi tàu lửa về huyện Bạch Dương, thăm bà của Hiểu viện, bà hỏi về Hiểu viện rất nhiều, kể về cô cho anh nghe khiến anh hoang mang. Hiểu viện hẹn anh ăn bữa cơm cảm ơn vì đã chỉ dạy cho cô, nhớ lại lời bà, anh không cho cô uống hiểu viện chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thôi thì trả tiền nợ trước đã rồi tiếp tục uống anh liền giật lại nốc một hơi kỳ liên cứ muốn hỏi về những quá khứ làm cô áp lực muốn cho qua nhưng có vẻ không được rồi kỳ liên nóng lên đập bàn đòi giải quyết cho ra lẻ nói một hơi rồi bỏ đi luôn hiểu viện chạy theo trời mưa tầm tã hai người ướt như chuột lột kỳ liên đưa cái ô cho cô che một mình chiếc ô bự mà cô kéo anh lại che chung bỗng kỳ liên ôm lấy cô vào lòng và hứa sẽ không hỏi chuyện quá khứ nữa hai người quyết định từ nay sẽ làm bạn tốt của nhau Tại salon, thấy ai cũng có khách, cô cũng chạy ra xếp hàng, chen lên hàng đầu làm bà Linh bực bội, tiểu ca kéo cô lại đứng chung cho đỡ rắc rối. Tay nghề có mà đứng cả ngày chẳng có khách nào, tiểu ca thấy tội, nhưng vị khách cuối cho hiểu viện. Làm nhiều khách không bằng làm cho một khách chất lượng. May mắn đây là khách ruột của salon, khách khen cô tay nghề giỏi quá, vô cùng ân ý luôn, lần sau sẽ chọn cô đầu tiên. Hiểu viện mừng rỡ, dù tiểu ca vào bàn chuyện tự kiếm khách riêng cho mình. Đúng theo kế hoạch, tiểu ca và hiểu viện chủ động đem trà hoa quả cho khách, Musa tốt nên lượt đánh giá cho hai người họ rất cao khiến ai cũng ghen tị. Mỗi lần vui là mời Kỳ Liên ra ăn uống chung vui, hình như có mình cô ngồi ăn thôi, Kỳ Liên chỉ nhìn chẳng biết nói gì. Nhưng người vui nhất trong việc này là sếp Châu vì lượng khách đến salon tăng vọt, sếp hứa thăng hạng lên lương cho cô nếu cô giữ được phong độ làm tốt như thế. Một chị khách bước vào order bà Linh một cái bánh không bơ đậu phộng. Bà Linh đi ra sai hiểu viện tiếp chị khách đó, cô cũng ok thoải. Vừa vào đã bị chửi vì chờ mãi không có bánh, hiểu viện vội đi vào bếp lấy ngay, gặp tiểu ca đang ở đó khuyên hiểu viện đừng làm theo kế hoạch nữa làm vậy là đối đầu với bà linh hung hiểm kia đó hiểu viện trả sợ bà già đó đem bánh ra thì tiểu ca cản lại bà linh chặn họng hóa ra bà cố tình hại hiểu viện khiến cô bị khách chửi rồi khách bỏ về luôn hiểu viện chạy ra gặp bà linh nói cho ra lẻ hai người cãi nhau rồi quánh lộn um sùm có người quay lại cảnh này đúng lúc trưởng phòng hải luân đi ra giải quyết trả công bằng còn đòi loại bỏ hết hai người ra khỏi bảng xếp hạng tiểu ca bước vào tiếp tục khuyên hiểu viện đừng đối đầu với bà linh nữa Tính hiểu viện xưa nay đâu sợ ai, do là quá thất vọng về người mà cô tin tưởng là tiểu ca chỉ biết đứng làm ngơ không chịu nói sự thật. Hiểu viện đi ra tìm bài viết xuyên không, coi có cách nào về thế giới thật không. Vô tình đọc trúng bài của một người có bạn bị mất tích bí ẩn. Một loạt những tấm hình trường lớp hiện ra, nhìn vào tấm hình dãy hành lang, cô thấy hơi khó thở và nghe thấy âm thanh kỳ lạ, bị lạc vào trong lớp học, có tiếng người gọi cô. Chuyển cảnh, cô đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Kỳ Liên. Thì ra lúc nãy cô đã ngất xỉu, kỳ liên tận tình chăm lo cho từng ly từng tí lại có biến nữa có người tung lên mạng cảnh bà linh và hiểu viện cãi lộn mọi người coi mà thấy hoang mang vô cùng bà linh thấy hiểu viện liền đổ lỗi là chính cô đã dở trò hèn hạ này hải luân đến và cảnh cáo hành động của cô xếp châu cũng nghĩ là chính cô gây ra chuyện này chả ai tin mình nên cô nghỉ việc luôn cho khỏe cái thân hiểu viện ra tiệm nét nhắn tin với người đã đăng bài viết hẹn người đó ra gặp mặt nói chuyện cô lên xe buýt đến điểm hẹn không ai khác đó là kỳ liên người đang tìm kiếm người bạn bí ẩn bấy lâu anh đang trên đường đi thì sếp châu báo tin hiểu viện bỏ đi anh đành phải rẽ lối tìm cô trước hiểu viện đến quán trà sữa chỗ đã hẹn với người đó nhưng chờ mãi tới tối người đó không tới cô lấy hết tiền còn lại đi vào mua ly trà sữa uống đỡ buồn điện thoại gần hết pin cô mượn ipad của tiệm gọi cho người đó nhưng không được tức đến muốn khóc bỏ đi ra ngoài để quên chiếc điện thoại hiểu viện tuyệt vọng ngồi bên hồ nằm ngả lưng xuống nước kỳ liên lúc này mới tới điểm hẹn nhân viên đưa chiếc điện thoại ra anh ngạc nhiên vì anh cũng có một chiếc y chang anh lấy điện thoại của người để quên ra gọi thì biết đó là số hiểu viện sau chuỗi lại toàn bộ sự việc anh nhận ra sự thật và chạy đi tìm cô ở đây hiểu viện dầm mưa đi trong lạnh lẽo nhớ lại những người bạn của mình mà la hét đau khổ đi qua đường một cách vô thức xém bị xe đụng kỳ liên kéo lại ngay cô ôm chặt anh khóc như đứa trẻ bị đi lạc nhưng vẻ mặt anh vô hồn kỳ liên và cô tìm chỗ nói chuyện anh tin thực sự cô đã xuyên không biết đây không phải là hiểu viện mình từng quen biết anh đổi thái độ ngay nghĩ cô đã làm gì với hiểu viện của anh ấy Kỳ Liên không cho cô đi trừ khi tìm ra hiểu viện thật. Với tính cách của cô, cô không bằng lòng, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn vì những hành động nhẹ nhàng trước kia của anh không phải dành cho mình. Hai người cãi nhau inh ỏi dưới mưa, Kỳ Liên tỏ thái độ lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Anh chở cô đến nơi khiến cô tới thế giới năm 2018 này, anh kể lúc đó cũng có một chiếc điện thoại định vị anh tới đây. Hỏi ra mới biết Tĩnh Dương bạn anh là trợ lý hứa của hiểu viện, người đưa cô chiếc điện thoại để cô đến đây. Kỳ Liên tức giận dồn cô vào cửa xe, dần mặt cô mau về và trả lại thân xác người anh yêu anh cũng nói ra những lời như sát muối ớt vào vết thương khiến hiểu viện đau lòng vô cùng hiểu viện đành liều mạng lúc đến đây xảy ra việc gì thì giờ lặp lại xem có thoát ra được chỗ này không kỳ liên chạy theo cản lại ẩm cô vào xe cô tính lấy dao kết liễu anh vội lấy lại con dao và giữ luôn điện thoại của cô bắt cô phải nghe lời thì may ra có thể trở về sáng đó anh vẫn chở cô đi làm bình thường vào phòng làm việc gặp xếp giảng đạo một chàng rồi còn hạ cô xuống dọn dẹp nhà vệ sinh không cho gặp khách hiểu viện nản quá nản không còn thiết tha gì thêm nên sao cũng được một đứa con gái tới đây một mình bị chèn ép không người thân quen thêm việc nhớ lại lời của kỳ liên khiến cô đau lòng rơi nước mắt kỳ liên gặp một người đàn ông nhờ anh ta giúp tìm kiếm thông tin mở sim của hai chiếc điện thoại này có vẻ khó nhưng dáng tìm biết đâu thành công hôm sau mọi người hào hức nhận thông báo mới về việc sắp lên hạng sơ cấp nếu biết gội cắt sấy còn hiểu viện tội nghiệp đứng dọn dẹp xếp châu đi và động viên cô đưa cô quyển sách nhập môn mong cô được thăng hạng lần này thấy cô ủ rũ mấy ngày nay xếp châu gọi điện cho kỳ liên kể về tình hình này nhưng anh đâu quan tâm nữa cúp máy ngang luôn hiểu viện tan ca đi về kỳ liên đứng trước chờ tưởng rằng sẽ an ủi vài tiếng ngược lại anh còn trách móc chi trích cô thêm cứ nhắc về hiểu viện kia khiến cô giận bỏ đi về phòng nghĩ lại những lời khinh thường trước đây cô cố gắng vươn lên chính mình ngồi đọc sách của xếp châu đưa để lãnh hội từ từ hiểu viện tới sớm gặp xếp châu bàn về việc muốn vượt qua bài kiểm tra thấy cô chăm chỉ từng ngày xếp châu nể phục sếp khen cô vẽ rất đẹp, còn chỉ cô cắt tóc layer một kỹ thuật rất khó trong nghề làm tóc. Cô bắt tay vào việc. Sáng hôm sau, sếp Châu mở cửa ra, hốt hoảng vì tóc rơi rớt đầy sàn, còn hiểu viện thì nằm yên giấc nồng. Sếp gọi cô dậy, mắng cô cắt nhiều đầu quá lãng phí, tất cả rồi kêu cô mau về ngủ đi. Vừa ra thì thấy cô nằm nguyên con ngất xỉu, sếp đành phải đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Đang gọi cho kỳ liên báo về tình hình của hiểu viện thì cô đã tỉnh dậy, mở cửa ra đòi đến làm việc. Sếp sợ quá kêu cô nghỉ hai ngày đi cho khỏe, đừng đi làm dùng cái cô chẳng còn cách nào khác chỉ có thể nằm trong phòng nghỉ ngơi tiếp tối tối có người gõ cửa mở cửa ra là kỳ liên anh tới đem cơm cho cô ăn anh chỉ sợ cơ thể hiểu viện của anh bị suy yếu chứ chẳng quan tâm gì tới cô cô không chịu anh liền ép cô phải ăn cho bằng được ăn thì ăn thôi cho vừa lòng anh cô vừa ăn vừa nhìn anh trong ấm ức khiến anh nhớ đến hiểu viện trước đây cũng hành động y chang vậy nhắc đến hiểu viện kia khiến cô vừa tức vừa khóc không thèm ăn nữa quật đổ hết đồ ăn xuống sàn anh ta cũng tức giận lôi cô đi bỗng có tiếng điện thoại cô chạy vào phòng ngủ khóa cửa khóc một mình kỳ liên nghe điện thoại xong kêu cô tới an ủi bà của hiểu viện dùng nhưng cô không từ chối kỳ liên bất lực quay lại ngồi cô mở cửa ra nghe anh năn nỉ lần cuối cô cũng nhẹ dạ chịu giúp bà hiểu viện nằm đó cô gọi hỏi thăm bà theo ý của kỳ liên xong chuyện cô nói chuyện với kỳ liên vài câu nhưng chủ đề chỉ là về hiểu viện kia mà thôi phát hiện cô quay lại làm xếp giật mình chỉ cô cách cắt sao cho không lãng phí mẫu của ông ta cô bắt đầu chăm chỉ ghi chép cách cắt, học lý thuyết xong thì thực hành, cứ miệt mài như thế. Sếp Châu rủ Kỳ Liên đến cổ vũ cô thi vào ngày mai, anh ta phân vân. Buổi thi bắt đầu, Kỳ Liên quyết định có mặt tới đây xem sao. Kết thúc thi lý thuyết, Phương và Ly đều rất chỉ có tiểu ca và hiểu viện là được điểm tuyệt đối, làm ai cũng nghi ngờ kết quả của hiểu viện. Đậu là đậu còn ý kiến ý cỏ. Tiếp theo phần thi thực hành, chỉ với hai tiếng phải hoàn thành xong, người chiến thắng chỉ có một. Sếp Châu phát đề, hiểu viện mở đề ra xem là một mẫu rất khó dành cho thợ cao cấp đề này kỳ liên tráo đổi tập này xem ghét ông nội này ghê gì mà ác quá chừng ác tiêu đời hiểu viện rồi cuộc thi bắt đầu hải luân phụ trách coi thi xếp châu kéo anh ra nói chuyện với thái độ lạnh lùng vậy đủ hiểu đang cố tình làm khó hiểu viện rồi hai người vẫn đang thể hiện năng lực một cách thành thạo khiến ban giám khảo trầm trồ bỗng máy móc giữa chừng bị hư hiểu viện bình tĩnh dùng cách buộc khăn lụa vào tóc tạo điểm nhấn hết giờ cô trình bày phần làm tóc của mình trước mọi người nghe có vẻ rất hợp lý và ok là luôn. Riêng Hải Luân thì cho rằng đây chỉ là chiêu giở trò khôn lỏi, cô đã lạc đề. Kỳ Liên cũng đồng tình khiến cô thành ra không đạt, cô chạy theo. Hai người nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng, bỗng Tiểu Bạch chạy đến nói với sếp Châu là bọn này gian lận, sếp cũng vô tình nhớ lại bà Linh có đến phòng ổng làm điều mờ ám. Rồi vội chạy đến xem dây máy uốn đã có người cắt, sếp tức giận cãi nhau một trận ra hồn với bà Linh, bà ấy làm sai còn cãi bướng rồi nghỉ làm luôn. Kỳ Liên hẹn người đàn ông lần trước bàn vụ thông tin cái sim, anh bày tỏ nỗi lòng với hắn ta. Kỳ Liên nghe theo tên đó, liền gọi cho Hiểu Viện, muốn cô tham gia họp mặt bạn cũ, cô cũng nhận lời đi thử coi sao. Nghe điện thoại xong còn bị ly chọc gẹo là sướng quá trời quá đất được Liên rủ đi chơi nhen. Tối đó, cô mặc nguyên bộ đầm trắng tinh khôi, gặp anh là trả tiền nợ trước rồi mới đi. Tới bữa tiệc, mọi người gợi nhớ kỷ niệm mà cô ngơ ra có biết gì đâu. Thêm bà bên cạnh tên Linh kiếm chuyện, hình như cô bị khắc khẩu với mấy bà tên Linh thì phải. Bà Linh này cố tình nhắc vụ ngày xưa hiểu viện ăn cắp tiền, nhưng cô đâu phải dạng vừa, cô đã cãi nhau, đánh lộn với bà ta luôn. Có bữa tiệc mà không khí căng thẳng oải cả trường, bà Linh tiếp tục nói còn tạt ly nước vô mặt cô. Kỳ Liên kéo cô về, mà cô gạt tay cốc cần, bỏ đi một mạch. Bên căn biệt thự của Liên, hai người thỏa thuận các điều khoản và hợp tác cùng nhau để cô về thế giới thật, hiểu viện của anh cũng về lại đây. Hai người ký tên đóng dấu các kiểu, bàn về vụ việc hai chiếc điện thoại. Càng bàn càng thấy sợ hãi, câu chuyện bắt đầu kịch tính. Đã có người đứng đằng sau cố tình làm ra vụ này bằng cách huyền bí nào đó. Hai người vội đi ra tiệm sửa điện thoại, nhân viên lấy ra thiết bị định vị trong đó ra, dùng cách của anh ta để định vị ngược lại bên nhận tín hiệu, quét một lúc thì không ngờ nó hiệu quả nha, tên đó đang ở rất gần đây. Hai người cầm luôn thiết bị của anh nhân viên rồi phóng như tên lửa tới đó. Cảm giác thực sự hoang mang, liệu rằng có người cố tình thử nghiệm cho cô và Tĩnh Dương xuyên không hay chính Tĩnh Dương là người làm chuyện này. Đi theo tín hiệu, họ đã đến một siêu thị lớn. Kỳ Liên giật lấy thiết bị định vị tự đi tìm một mình, bảo Hiểu Viện ở lại đây cho lành, đi theo mắc công nguy hiểm. Kỳ Liên chạy khắp nơi, nhìn xung quanh, có một tên áo đen rình phía sau, Kỳ Liên phát hiện liền chạy theo hắn, leo mấy tầng lầu lên đến sân thượng. Hiểu Viện có cảm giác bất an, một tên áo đen bịt mặt đứng sau lưng nhưng thoát chốc quay lại đã biến mất. Cô quay qua quay lại rồi tóm được một tên áo đen bịt mặt nhưng đó chỉ là người đi siêu thị bình thường thôi. Kỳ Liên vẫn tiếp tục chạy theo tên đó, cuối cùng bị mất dấu đành đi xuống hội ngộ với Hiểu Viện hai người suy nghĩ mãi chẳng hiểu họ làm ra điều này để làm gì. Tại tiệm salon, Hiểu Viện đang ngồi chán trường trên bàn, Ly đi vào nhờ cô giúp cho người bạn của cô ấy là Tiểu Nhiễm, tạo hình sửa soạn cho Nhiễm thật đẹp để đi chơi Noel với người yêu. Hiểu Viện tốt bụng đồng ý liền, cô đi ra tạo cho Nhiễm kiểu tóc trendy quá chừng khiến cô rất ưng, Ly thấy vậy sẵn tiện nhờ cô giúp mình sửa soạn luôn vì cô cũng có hẹn với Ni. Kỳ Liên đến tiệm sửa điện thoại lần trước, nhưng nhận lại kết quả vô cùng thất vọng vì thiết bị này đã vô hiệu hóa. Mùa Giáng sinh an lành đã tới, ai cũng có người yêu để đi chơi, chỉ còn một mình cô luyện tập cắt tóc. Bỗng có một thanh niên vào tiệm tìm người make up, hóa ra là bạn trai của Ly tên là Đại Chí. Nhờ hiểu viện đến make up cho khách hàng trong studio của anh ấy vì người thợ make up của Chí đã cho Chí leo cây, hiểu viện thấy vậy đi theo giúp họ. Tới studio, gặp chị khách du diên la lối um sùm, chê này chê nọ, chồng bà phải cản bà lại. Hiểu viện ghét mấy thể loại như vậy nhưng không chấp nhất chi cho mệt. Anh Chí đem hộp trang điểm ra, mà có cũng như không, đồ nghề ít xịu hiểu viện đành ra ngoài mua thêm chứ đâu còn cách nào khác kỳ liên phát hiện ra thêm manh mối tính rủ hiểu viện đi chung nhưng không thấy cô ở tiệm salon gọi cho sếp châu để hỏi chuyện hai người mà khổ thân sếp đi ăn lẩu cũng không được yên sếp nói cô ấy không có ở ký túc xá luôn kỳ liên lo lắng tưởng cô bị bọn định vị phát hiện sốt sắng chạy đi tìm tuyết rơi đầy đường một mình cô đi vào mua mấy dụng cụ trang điểm nhớ lại khung cảnh vui vẻ trước đây của cô và thụy tuyết mà lòng buồn hiu mua xong cô đi về thì oao wow, nam thần kỳ liên xuất hiện ngay trước mặt nhưng giờ cô chả còn sao xuyến gì cả bước ngang qua anh anh níu tay cô lại nói về thiết bị định vị này ở trùng khánh sản xuất nên anh sẽ tới đó một mình nói xong anh đòi đưa cô về nhưng cô không cần anh quan tâm kỳ liên vẫn lì lợm nhất quyết đi theo che dù cho cô hai người cùng tới studio anh chí mừng rỡ ra đón và kéo tay cô đi cho nhanh kỳ liên thấy hành động đó liền tỏ thái độ ghen ra mặt anh giật lấy túi đồ trách cô dám nhận việc riêng bên ngoài cô gọi ly xuống giải thích rõ ràng ra anh mới chịu cho cô lên trên đó. Vào trong, bà khách đang gây sự, cô lại giúp thì không cho còn dãy đành đạch đòi bỏ về. Cô bối rối vuốt tai trùng hợp giống với hiểu viện của anh trước đây, làm anh cũng bối rối theo. Cuối cùng, cô nghĩ ra cách là cắt luôn hai dây áo từ đầm hai dây thành đầm cúc ngực luôn coi sao. Hiệu quả nha, ai cũng trầm trồ cảm thấy đẹp tuyệt vời. Cô đưa chị khách vào trang điểm, thấy cô bị cảm mà vẫn tư vấn chuyên nghiệp, anh chỉ biết đứng nhìn và sau đó rời đi. Buổi chụp hình cưới bắt đầu, Ly muốn mời cô ăn cơm nhưng cô từ chối, Chị khách lúc này vui vẻ đến cảm ơn cô rồi rít. Xong việc, cô đi về, hóa ra Kỳ Liên ra ngoài để đi mua thuốc cảm cho cô uống. Anh tiễn cô về, tới một tiệm nước, cô mua ca cao nóng mời lại anh coi như huề. Cô còn khuyên anh đừng mãi tìm hình bóng của hiểu viện kia nữa, hãy tập trung tìm cách cho cô về đi thì hiểu viện kia của anh cũng được về bên anh nhanh thôi. Nói xong, cô đi về một mình tung tăng mỉm cười. Kỳ Liên và Sếp Châu rủ nhau đi ăn dưới ánh đèn, Sếp Châu tâm sự sợ nhân viên ưu tú hiểu viện nhảy việc theo chỗ khác nên nhờ anh năn nỉ dùng. Kỳ Liên vẫn điềm tĩnh vì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra khỏi năn nỉ chi cho mệt. Hiểu viện bỗng xuất hiện, cô nói muốn nhảy việc khiến sếp Châu hoảng hồn, Kỳ Liên chỉ biết cười. Sơ hở là tiểu phẩm, cô chỉ là đang dựng chuyện trêu chọc sếp thoai, vậy mà sếp đã thất kinh hồn vía. Cô còn đề nghị muốn sếp kinh doanh thêm mảng trang điểm, sếp giờ ở kèo dưới nên duyệt ngay không có nhưng, đưa cô về, nghe cô tâm sự, anh công nhận cô rất có khiếu nên tối đó về gửi dự án đề xuất thêm mảng trang điểm cho cô. Sáng đó, Sếp Châu thông báo sẽ kinh doanh thêm dịch vụ trang điểm và mở chương trình đào tạo ở Trùng Khánh, thời hạn 2 tuần. Một mình Hiểu Viện chịu đi, còn lại rút hết. Hiểu Viện lên xe lửa, để hành lý lên đúng lúc Kỳ Liên cũng tới đây nên phụ cô một tay. Hai người đang ngồi đối diện nhau nói chuyện thì có hai ông bà già muốn hai người nhường chỗ, nên họ tốt bụng đổi chỗ thành ra ngồi kế nhau luôn. Hai người ngại ngùng nhìn nhau không nói gì cả. Đến Trùng Khánh, hai người chia nhau ra, anh đưa cô điện thoại có gì tiện liên lạc, rồi đưa cô cây rủ luôn. Tới lớp học, đang ngồi vào chỗ thì thầy giáo đẹp trai bước vào tên là Tưởng Bác, thầy này không biết sử dụng máy chiếu. Hiểu viện lên giúp mà còn tỏ thái độ thấy ghét, thôi kệ giúp đi để còn học nữa, cô đi lên chỉnh các kiểu, máy chiếu hoạt động, một tiếng cảm ơn cũng không có. Thấy là hết đẹp trai rồi, thầy bắt đầu giới thiệu, kêu mọi người có thể gọi là San cũng được. Buổi học bắt đầu, San đang giảng lý thuyết say xưa, còn hiểu viện nhận tin nhắn của Kỳ Liên liền bỏ về ngang. Thầy San kêu lại, cô nói có việc nên về trước, vậy mà làm khó làm dễ, bắt cô phải trang điểm cho ổng mới cho đi. Hiểu viện vừa làm tóc vừa make up cho anh ta, nhìn sáng sủa đẹp trai hơn trước khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hết chuyện, cô đi ra khỏi lớp ngay. Hai người gặp nhau, đến một nơi đã sản xuất thiết bị định vị, tính toán các kiểu, anh bắt cô giả dạng trợ lý của mình, hai người đóng vai người bên truyền thông. Qua trao đổi, họ chế ra câu chuyện loài về động vật bị cài định vị cần trợ giúp. Chủ nhiệm Trung nhớ ra đã từng có người ở phòng thí nghiệm nào đó tới làm thiết bị này, ông ta vội vào phòng hồ sơ tìm lại coi sao đang tìm hồ sơ vất vả thì một tên bịt mặt áo đen núp sẵn, chạy ra kẹp cổ ông ta. Ông ấy đã bị thương, công an tới kịp đưa đi nhập viện, Kỳ Liên linh tính có chuyện nên kêu cô về chung, cô cũng thấp thỏm sợ hãi kéo tay anh về gấp. Kỳ Liên tiễn cô về, một tên áo đen bịt mặt rình phía sau anh, khiến anh lo lắng cho hiểu viện hơn. Tại buổi học, tiết thực hành được diễn ra, ai cũng lên lấy cọ chuẩn bị học make up. Thầy San đã đặt cô vào tầm ngắm nên bắt cô make up cho bạn bàn đầu coi như làm mẫu trước lớp. Lần đầu vẽ chân mày san nhìn vào thấy vừa đậm vừa nhạt cô tiếp tục chỉnh lại lần hai thầy san phán cô vẽ lệch không cân cô cứ làm đi làm lại mãi vẫn không đúng ý thầy tức quá kêu cô về chỗ đỡ tốn thời gian thầy và trò cãi tay đôi với nhau trước lớp thầy san thấy cô cãi bướng quài nên đuổi ra ngoài để tiếp tục buổi học hiểu viện nghênh nghênh đi ra luôn tan học thầy san và cô lại cãi lộn thầy nói không muốn thấy mặt cô và chửi thêm vài câu làm cô nhớ đến thụy tuyết người bạn thân của cô cũng từng nói y vậy tức đến không nói nên lời kỳ liên có mặt ở đó cô cũng chẳng quan tâm về phòng ấm ức nhớ lại những câu nói sát muối và tiếp tục luyện vẽ mặc kệ sếp châu gọi vẽ từ sáng tới tối chỉ khi kỳ liên gọi rủ cô đi ăn thì cô mới ngưng kỳ liên tới quán ăn đã thấy cô có mặt sẵn ở tiệm đang vẽ chân mày cho chị phục vụ làm chị ấy khoái chí cười hí ha hí hửng sếp châu gọi tiếp cô cũng không nghe máy sợ bị cảm giảm vụ đuổi học hôm nay kỳ liên chỉ biết cười phục vụ lên món liên thấy cô bị đứt một đường ngay ngón tay anh nhăn mặt lo lắng sáng hôm sau thầy san bước vào thấy cô ngồi đó cô nhanh tay đeo khẩu trang vào để thầy khỏi nhìn mặt là khỏi đuổi nữa khiến ai cũng bật cười cho sự lém lỉnh này tiết học về chủ đề trang điểm mắt hiểu viện lại lên làm mẫu cứ kẻ đi kẻ lại ngày qua ngày vẫn không đạt cô tự tập luyện ở nhà cô đang make up thì kỳ liên tới vừa mở cửa anh đã mê mẩn sắc đẹp này bước vào phòng hiểu viện kéo anh lại hai người mặt đối mặt kỳ liên chỉ biết nuốt nước bọt kiềm chế bản thân được khen lên trình cô mừng rỡ còn anh chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng đi vào trong và cứ thế, cô lên lớp chăm chú lắng nghe thầy, tập luyện cùng các bạn trong lớp. Tối tối, ra ngồi tâm sự cùng Kỳ Liên về hoàn cảnh ở thế giới thật của cô, về tuổi thơ từng được ăn kem ở trong một xe kem rất to. Kỳ Liên thấy thương cho cô gái tội nghiệp, cũng cảm phục ý chí mạnh mẽ của cô. Bỗng anh đi đâu đó, bỏ lại cô ở đây, thì ra là đi mua ly cà lem cho cô ăn đỡ buồn khiến cô tủi thân khóc hu hu. Ông Minh chủ tịch tập đoàn Salon, thầy San và Kỳ Liên cùng ngồi bàn về vụ đào tạo các nhân viên trang điểm, ông ta coi thường lớp này. Bàn được chút, thầy san tự nhiên tức giận bỏ đi đang lên cầu thang thì hiểu viện chạy xuống hỏi vài câu thầy không trả lời cô đi xuống nghe hai người này nói chuyện rằng sẽ mở cuộc thi cuối khóa cho họ hiểu viện nghe vậy đi lên nói với tất cả mọi người động viên họ cùng cố gắng để có được công việc tốt đang tập luyện kỳ liên gọi rủ đi ăn cô cũng không đi lo tập trung cùng mọi người cô không muốn phụ sự kỳ vọng của kỳ liên buổi học hai tuần kết thúc mọi người vỗ tay đứng lên chào tạm biệt thầy trong sự vui vẻ kỳ thi cuối khóa đã tới xếp châu có mặt cổ vũ cô Nhận được đề ngoài tầm với, các học viên vẫn cố gắng hết mình. Hiểu Viện là người hoàn thành trước, bỗng có một học viên bị rớt bảng màu mắt xuống đất. Hiểu Viện đến giúp, ban giám khảo tính không cho nhưng khi thầy San lên tiếng, họ mới chịu im. Hiểu Viện dành khoảng thời gian của mình, dùng hành động để chỉ tất cả mọi người make up. Hết giờ, giám khảo chấm thi, thầy San đứng lên tuyên bố chỉ có 12 phần 13 người đạt thành tích. Các học viên đều lên tiếng bênh vực Hiểu Viện, nhưng thầy San chỉ hù cho vui thôi, Hiểu Viện là người đạt mức xuất sắc nhất trong đám. Ai cũng vui vẻ vỗ tay, ôm ấp, mừng rỡ cho kết quả vô cùng xứng đáng của cô ấy. Cô quay qua cảm ơn Kỳ Liên vì đã viết đề xuất thêm mảng trang điểm giúp cho cô. Ông Minh yêu cầu mọi người cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm nhé. Đang sắp xếp thì có ai trượt chân khiến đội hình bị ngã. Hiểu viện té vào người Kỳ Liên, hôn lên má anh một cái dính son trình ình, trong mặt anh ngơ ngơ cu té phết. Hiểu viện chạy theo thầy San, cảm ơn thầy rối rít nhưng cũng kèm một chút xiên sỏ thầy. Kỳ Liên cũng đi xuống, kêu cô soạn đồ đạc ở khách sạn chuẩn bị về. Cô xách theo vali, anh dẫn cô đến xe kem để giúp cô ôn lại tuổi thơ khiến cô mừng rỡ như một đứa trẻ hai người ăn kem thấy son còn dính lên mặt hiểu viện lấy điện thoại ra chụp kỳ liên mới phát hiện ra mình bị dính tính chụp thêm vài tấm mà anh không chịu cô phải chạy đi rửa thành hai tấm cho anh một tấm kỷ niệm liên dõi theo nhìn cô cười và nhớ lại những kỷ niệm của hai người sẵn nhớ luôn kỷ niệm giữa anh và hiểu viện kia khiến anh chạy lòng chẳng biết ra sao hiểu viện ra tìm anh không thấy anh ở đâu hóa ra là anh chạy trốn cô chỉ biết đứng trên cao nhìn xuống có lẽ anh cũng đã bắt đầu có tình cảm với cô nhưng không thể vì tình cảm dành cho hiểu viện trước kia vẫn còn đây. Thấy cô đứng quài anh đành nhắn tin kêu cô về trước cho xong, anh ở đây điều tra tiếp. Về tiệm salon, cô được thăng hạng làm tạo mẫu trưởng ngang bằng với bà Hải Luân, bà ta ganh tị kiếm chuyện với cô và xếp châu. Hiểu viện chơi lớn đòi phụ trách KPI mảng trang điểm, xếp châu lại mệt mỏi nữa rồi đây. Vào phòng làm việc, xếp châu giải thích, phân tích cặn kẽ cho cô, hiểu ra vấn đề rồi nhưng dù sao cũng đã lỡ mạnh miệng chốt kèo này với bà Luân cô đành làm liều theo cách riêng của mình. Kỳ Liên đến bệnh viện thăm chủ nhiệm Trung. Các học trò cũ của ông cũng đến thăm rồi về. Hai người bàn bạc vụ hôm trước, ông Trung muốn ngưng vụ điều tra, Kỳ Liên cũng hiểu nên anh bỏ về, vô tình đạp trúng miếng vỡ của bình giữ nhiệt dưới sàn. Anh cúi xuống thì phát hiện có một thiết bị nghe lén đặt dưới giường ông Trung. Anh có vẻ nghi ngờ một trong số đám học sinh cũ đó đặt cái này nên đã gọi cảnh sát đến canh gác để bảo vệ ông Trung. Anh còn vào hỏi chuyện ông Trung thì phát hiện thêm học sinh làm vỡ bình giữ nhiệt lúc này tên là Bách Vũ, liên nghi ngờ anh ta là người đã gắn dưới giường của thầy trung nên nhờ người điều tra tên ấy liên phát hiện bách vũ là người yêu cũ của hiểu viện hiện đã rời trùng khánh có lẽ đang trên đường tìm hiểu viện khiến anh hoang mang tối đó hiểu viện và ly cầm sắp tờ rơi đi về hiểu viện muốn ra ngoài mua thêm ít đồ kêu ly về trước cô mua đồ xong đang trên đường về thì một tên áo đen bịt mặt theo sau kỳ liên đúng lúc có mặt đánh nhau tơi bời với hắn hiểu viện thấy kỳ liên chạy ra nhìn kỳ liên rượt theo tên kia giữa chừng thì có cuộc gọi của hiểu viện làm anh mất dấu tên nó cô đi vào phòng thấy kỳ liên nhắn tin báo về tình hình ông trung cô gọi điện an ủi và động viên anh nhưng anh cúp máy ngang liên nhờ đức bạn anh âm thầm bảo vệ cho hiểu viện sáng hôm sau đức đi theo cô tới salon vũ không thể làm gì được video về make up của hiểu viện post lên tiktok thu hút nhiều lượt xem ly mừng cho cô kỳ liên nhận được cuộc gọi của đức chạy mô tô tới khách sạn tìm bách vũ nhưng không có hắn trong đó nghi ngờ hắn đã bỏ chạy ra cửa sổ từ lâu hóa ra Vũ chỉ là đang núp một chỗ nào đó mà thôi. Vũ đứng trên phòng nhìn xuống, điện thoại của hắn báo nhiệm vụ lần này là phải đưa Hiểu Viện về. Hiểu Viện đang ở studio nghe điện thoại, phát hiện có tên áo đen bịt mặt. Nào ngơ đó là Đức, hỏi ra mới biết Kỳ Liên nhờ Đức theo dõi cô, còn Liên bận theo dõi bạn trai cũ của Hiểu Viện kia. Điều này khiến cô vô cùng tức giận, có chút ghen tị, dần mặt Đức đỡ tức. Cô đưa video quay ở studio hôm qua cho sếp Châu xem, khiến sếp ngỡ ngàng vì quá đẹp và chuyên nghiệp. Hiểu viện bắt đầu make up cho khách rồi quay về tập vẽ. Một lúc thấy đói, cô nhắn tin mời Ly đi ăn một bữa ngon. Hai người đi ăn xong, Ly nhắc đến Liên khiến cô hơi buồn, đòi về một mình. Cô đứng đợi trước nhà Kỳ Liên, hỏi anh cho ra lẽ. Thấy cô hỏi quài, Liên kêu cô vào nhà nói chuyện. Hiểu viện hiểu lầm anh tưởng anh không quan tâm vụ tìm định vị mà lo vụ điều tra bạn trai cũ của hiểu viện kia hơn. Còn tự lục lọi khắp nơi để lấy lại điện thoại định vị khiến anh phải giải thích cặn kẽ cho cô. Không khí lại trở nên căng thẳng, Nói xong cô cầm điện thoại định vị bỏ đi. Về phòng, Hiểu Viện cầm tờ hợp đồng xé tan nát, rồi cầm điện thoại lên nghiên cứu. Sáng hôm sau, đang lo lắng về tình hình make up, Tiểu Ca bước vào nhờ cô make up cho bạn cô ấy ở bữa tiệc, Thầy San cũng gọi cô nhờ make up cho một đoàn nghệ thuật. Biết mình nhận được đơn lớn, cô vui vẻ chạy đi thông báo với Ly. Ở con đường vắng, Vũ đánh lộn với Kỳ Liên, đánh không lại còn bị Liên cắt cổ, hắn ta gục xuống. Song tỉnh dậy toát cả mồ hôi, hóa ra chỉ là ác mộng. Hiểu Viện đến đoàn nghệ thuật nói chuyện với quản lý thôi, thì ra đây là job khó, cần phải thiết kế và trang điểm khá phức tạp. Vì KPI nên cô đành liều mạng xem sao, được ăn cả ngã về không thôi, hiểu viện đến quán đợi ông thôi. Có cô gái từ trong bước ra, trùng hợp rất giống với Thụy tuyết bạn cô, khiến cô ngỡ ngàng. Hiểu viện thấy hành động của cô ta liền mắng cô ấy xối xả, tuyết quay lại giật mình, cô ấy cũng biết cô là hiểu viện. Liền chạy đến tắt hiểu viện, hiểu viện cũng tắt cô ấy lại một cái, hai người đang căng thẳng. Ông thôi xuất hiện, nghe ông ta giới thiệu đây là sếp, tên là Thụy Tuyết, khiến cô như bị xịt keo cứng ngắt. Hiểu viện đứng bên ngoài nghe ông Thôi và Thụy Tuyết nói chuyện. Một hồi ông ấy đi ra kêu cô vào mời rượu xin lỗi. Nghe là thấy vô lý nhưng cô vẫn vào uống một ly, Tuyết mời thêm hai ly rồi tính rót tiếp nữa. Lần này hết nhịn nổi, Hiểu viện bỏ về nhưng vẫn quay qua bàn công chuyện với Tuyết sẵn dần mặt luôn. Bỗng có đám bạn nhiều chuyện của Tuyết bao vây Hiểu viện, nói cô là trà xanh, dám giật bổ của Tuyết. Do uống quá nhiều nên Hiểu viện bị chóng váng đầu óc, còn bị Tuyết tạt ly nước vào mặt, khiến Hiểu viện ngã xuống sàn. Kỳ Liên có mặt, mục đích đến tìm Thụy Tuyết bàn về vụ bạn trai của cô ta, ai ngờ chạy đến thấy Hiểu Viện ngất xỉu, anh liền bồng cô ra ngoài. Hiểu Viện ói mửa quá trời, nói lẫy vài câu làm Kỳ Liên tính bỏ về nhưng dù sao cũng là con gái mà lỡ có chuyện gì thì sao nên anh quay lại cõng cô ấy đến bệnh viện. Trên đường, Hiểu Viện kêu anh lấy điện thoại ghi âm những lời cô chăn chối. Cô bắt đầu than thở, trách móc, ghen tị với Hiểu Viện kia rồi còn khóc lóc, sau đó lại cảm ơn, vừa cõng nặng, vừa nghe từ miệng cô cứ lèm bèm, cảm giảm bên tai khiến anh muốn phát điên thôi kệ, ai đâu so đo với người xỉn bao giờ, đưa được cô tới bệnh viện, coi như khỏe. Chỉ là say xỉn thôi chẳng có vấn đề gì khác. Kỳ Liên ngồi kế bên, ân cần chăm sóc, cua qua cua lại cô nắm tay anh luôn. Anh cũng nắm chặt tay cô, ở lại ngủ gục kế bên giường tới sáng mà tay vẫn không rời. Hiểu viện tỉnh dậy, thấy cảnh này miệng cười tủm tìm. Kỳ Liên thức giấc, cô rút tay lại liền, giả vờ như không biết gì. Hai người bàn chuyện Thụy Tuyết và Bách Vũ, hình như cả hai thế giới này đều có mối liên quan với nhau cô tính không hợp tác vụ điều tra nữa nhưng khi kỳ liên lấy đoạn ghi âm tối qua ra ham dọa cô khiến cô đành phải nghe theo thôi tuyết được ngột đổi ý gọi cho ông thôi phải giữ hiểu viện lại làm việc chắc là muốn từ từ hành hạ cô ấy đây ông thôi nghe theo tuyết trao đổi với hiểu viện mong cô suy nghĩ quay lại make up cho đoàn nghệ thuật của ông ta xếp châu cũng ở đó khuyên cô nhận được đơn lớn như vậy nên cẩn thận kỳ liên đến gặp tuyết bàn về việc liên quan đến bách vũ nhưng xem ra tuyết không chịu hợp tác nên anh bực bội bỏ đi và kèm theo vài lời binh vực hiểu viện khiến cô ta tức điên. Khi Liên đi đến thăm hiểu viện yêu dấu, cô còn ngồi ở tiệm salon, đang miệt mài phát thảo cho ông thôi. Trò chuyện với Liên được một lúc, cô xin anh tép kẹo cao su nhai đỡ buồn miệng. Vô tình làm cho Liên nhớ lại hiểu viện trước kia từng cho anh một tép như vậy. Về phòng, anh vẫn nhớ người bạn thân tĩnh dương và chẳng hiểu nổi dương đưa hiểu viện về thế giới này để làm gì. Ông thôi đang góp ý cho hiểu viện về việc trang điểm sao cho phù hợp với từng vai diễn thì thị Tuyết bước vào xem tập trang điểm của hiểu viện. Cô ta khinh thường hiểu viện, nhưng không đáng để hiểu viện bận tâm lắm nên cô chỉ mỉm cười bước đi hiên ngang làm cho tuyết quê ơi là quê trong quán ăn Kỳ Liên đang xem từng mẫu trang điểm trong tập của cô góp ý cho cô phải hiểu rõ từng vai diễn thì mới make up có hồn được có vẻ như cô không hiểu lắm bỗng bàn trên có biến một tên mập hung dữ làm đổ ly nước của anh trai hiền lành không xin lỗi còn kiếm chuyện anh thanh niên ấy hiểu viên thấy chuyện bất bình đứng lên chửi tên mập đó mặt hắn đầm đầm sắc khí tiến tới cô thì Kỳ Liên đã ra tay hù hắn ta một phen hú hồn hai người tiếp tục bàn chuyện kỳ liên lấy ví dụ sự việc lúc nãy để chỉ cô cách vẽ ra gương mặt phù hợp với từng nhân vật hiểu viện ngộ ra được chân lý kỳ liên sợ cô lại thức khuya khuyên cô về ngủ sớm cho phải sáng mai chiến tiếp hôm sau cô đến buổi tập của các diễn viên xem họ để hình dung ra cách trang điểm phù hợp tính trao đổi vài câu cũng không được còn bị mời ra ngoài làm cô thất vọng đi ra ngồi chờ sẵn tập vẽ xem sao chị tây trưởng đoàn đó đi ra cô nhờ giúp xem qua cũng không thèm xem thiệt là vô tâm cô gặp ông thôi bày tỏ nỗi niềm và cũng nghe ông ta tâm sự có vẻ ông ta rất yêu công việc này. Hiểu viện thông cảm, nghe nói chị Tây đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, hiểu viện ngồi vẽ sẵn đợi chị ấy tới tối. Chị Tây thấy cô nhiệt huyết quá, còn mua đồ ăn cho chị ấy nữa, nên đã giúp cô hoàn thành bản vẽ để make up chuẩn xác hơn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hiểu viện có mặt từ sớm, đợi mọi người còn mua ly cà phê mời họ, phụ giúp họ làm việc. Họ diễn tới đâu, cô quan sát và vẽ tới đó. Từ lúc ấy, mọi người cũng có cái nhìn thiện cảm với cô nhiều hơn trước. Kỳ Liên ở nhà gọi điện cho sếp Châu hỏi về tình hình hiểu viện, nhờ sếp Châu qua lấy canh lê mà anh nấu, đem cho cô ấy dùng nhưng sếp không rảnh chen vào chuyện tình của mấy cặp đôi nên từ chối, anh đành tự mình tìm cô và chờ cô về. Trên đường, nghe hiểu viện kể về công việc một cách hăng say, có vẻ rất tâm huyết. Rồi anh đưa canh lê cho cô uống đỡ bệnh khiến cô bất ngờ, trong lòng bắt đầu sao xuyến. Thấy cô uống ngon lành, anh ngỏ ý nấu thêm làm hiểu viện bất ngờ lần hai, chọc gẹo anh sẵn hỏi thẳng có thích cô không anh chỉ nói chúng ta là bạn làm cô chẳng biết nên vui hay buồn mà thôi kệ có canh uống là hạnh phúc rồi còn hơn không có gì để uống ở trung tâm văn hóa nghệ thuật mọi người đang tập diễn thụy tuyết đóng vai chính lần này nên cô ấy cũng góp mặt hiểu viện tới đưa các mẫu make up cho ông thôi xem khiến ông ta rất hài lòng thụy tuyết ngang ngược cãi lộn với chị tây ông thôi bảo hiểu viện vào make up cho chị tây trước thụy tuyết đi theo vào trong đòi hiểu viện làm trước cho bằng được chị tây nhường cho bà tuyết hiểu viện đang kẹp hai bên tóc cho tuyết để tiện trang điểm thì tuyết kiếm chuyện như đứa trẻ trâu mọi người nghe ồn ào liền đi vào xem sao tuyết toàn nói lời chảnh chọe khó ưa miệt thị hiểu viện còn hiểu viện bình tĩnh nói cho cô thông não khiến cô ấy cứng học bực tức bỏ đi còn mọi người vô cùng thông cảm cho hiểu viện cô đang đi trên đường ông thôi gọi đến nói tuyết lật mặt không muốn hợp tác với cô nữa hiểu viện thấy chán nên cúp máy ngang vào salon sếp châu đưa cô tờ giấy hủy dịch vụ trang điểm làm cô thêm ấm ức tức điên máu tối đó ngồi trước salon mặt mày ủ rũ kỳ liên đến bên cạnh an ủi hiểu viện lại khóc nữa rồi hu hu mọi người trong salon vô cùng lo lắng cho hiểu viện cô ngồi một mình trong phòng thì ông thôi gọi tới kêu cô đến chống cháy lần này đức đi theo cô một tên áo đen từ thang máy bước ra đức gọi cho liên ngay hiểu viện trở lại ai cũng vui mừng riêng bà tuyết là khó chịu kiếm chuyện làm khó làm dễ đòi không chịu đóng nếu người trang điểm là cô chị tây thấy vậy nhận vai chính luôn mọi người cùng tìm cách để trình diễn thụy tuyết kéo tay hiểu viện ra chị tây nhịn hết nổi ra mặt thì bị bà Tuyết trẻ trâu chửi chị và chửi luôn tất cả mọi người trong đoàn. Hiểu Viện nói thêm vài câu, làm cô ta nhớ đến những lời trước đây Hiểu Viện kia đã từng nói với cô như vậy, liền khóc lóc bỏ đi. Mọi người vẫn tiếp tục công việc. Buổi diễn cuối cùng cũng đến, khán giả đến xem đầy dạp. Hiểu Viện đứng bên trong cánh gà nhìn ra mà hâm mộ mọi người vô cùng. Đứng một lúc, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Kỳ Liên, rồi đi ra phía sau phát hiện Bách Vũ đã ngồi đấy từ bao giờ, khiến cô giật mình nhìn hắn ta trầm trầm. Vũ giải thích cho Hiểu Viện biết về mọi chuyện ở thế giới thật. Hắn cô chứng minh bản thân tới đây được, chắc chắn có cách rời đi được. Vũ cũng có chiếc điện thoại giống như vậy, muốn kéo hiểu viện đi chung. Thấy cô có vẻ chưa tin lắm, Vũ liền đưa điện thoại có đính kèm thông báo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể về lại thế giới thật. Bỗng Kỳ Liên tìm tới đập cửa ầm ầm, Vũ căn dặn cô im lặng rồi bỏ chạy. Kỳ Liên vào được bên trong phát hiện cái bóng của Vũ liền chạy theo. Vũ chạy nhanh ra chỗ taxi bỏ trốn, Đức chạy theo sau còn Kỳ Liên chạy mô tô đi về trước. Tối đó, mọi người tổ chức bữa tiệc ngoài trời mừng cho buổi biểu diễn thành công tốt đẹp họ cùng nhau nói những lời cảm ơn hiểu viện và tận hưởng buổi ăn uống vui vẻ thụy tuyết cũng tới muốn nói chuyện riêng với hiểu viện hai người cùng tâm sự để hiểu nhau hơn ở thế giới này do hoàn cảnh nghèo khó mà bà thì đang bệnh nặng nên hiểu viện phải bỏ đi xa kiếm tiền thụy tuyết nghe vậy thông cảm cho cô hai người lại gắn kết tình bạn thân như trước sau bao năm xa cách đức chờ kỳ liên bên đường bàn về vụ của bách vũ nghi ngờ hiểu viện đã nói dối nhằm che giấu cho vũ điều gì đó kỳ liên phản bác lại rồi lên mô tô đua nhanh như gió tiệc vẫn đang diễn ra hiểu viện thì ngồi một mình nhớ lại mọi chuyện mà nửa muốn về thế giới thật nửa không muốn về vì quá nhiều kỷ niệm đẹp ở đây hai hàng nước mắt lại lăn trên má kỳ liên đến ngồi bên cạnh cô đưa cô trai trà sữa uống giải rượu anh cố hỏi vụ của vũ cô tránh né không trả lời hiểu viện kéo tay kỳ liên đi ăn kem hai người dạo trên đường vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cô còn đưa tay lên lau vết kem bên mép cho liên liên vẫn muốn nhắc về vũ lần này hỏi cô và hắn ta đã giao dịch những gì cô tiếp tục không trả lời nhưng dù có ra sao thì đó là quyết định của hiểu viện anh chỉ im lặng và đưa cô về một mình trong phòng anh thấy nhớ nhớ nên mở điện thoại lên nghe lại đoạn ghi âm hôm nào tức muốn xóa mà không nỡ xóa bỗng cảnh sát mời kỳ liên tới làm việc bàn về vụ của bách vũ thông báo rằng đang có lệnh truy nã vũ cần anh hợp tác đúng lúc đức gọi tới phát hiện tung tích của vũ cảnh sát nghe vậy cũng có mặt xông vào bắt hắn nhưng không thành vũ đã nhanh chân trước một bước kỳ liên nhìn xung quanh không thấy ai hóa ra vũ vẫn còn đang trốn ở sân thượng của tòa nhà này ở tiệm salon hiểu viện mua rất nhiều quà tặng cho mọi người ai cũng cảm ơn dối rít có cả quà cho sếp châu nữa mọi người ra ngoài sếp nói chuyện riêng với cô tưởng rằng do dịch vụ make up đóng lại nên cô nghỉ việc lòng sếp buồn rũ rượi nhưng thật chất là không phải bỗng có điện thoại gọi đến đó là bách vũ vũ hẹn cô tối nay đến điểm hẹn sẽ cùng đi về thế giới thật khi liên tới hai người lên sân thượng nói chuyện về vũ nhưng cô không tiết lộ bất kỳ lời nào Liên khuyên cô không nên tin Vũ, cô lại không chịu nghe. Anh kéo tay cô đến gặp cảnh sát, hai người cãi nhau một lúc. Anh cũng xìu xuống, đành để Hiểu Viện đi theo Vũ như ước nguyện của cô. Nói chuyện xong, Hiểu Viện ngồi thơ thần trước salon, nhìn lại nơi này lần cuối, rồi đón taxi đi về. Kỳ Liên đang chạy xe, anh nói chuyện với thám tử về thiết bị định vị. Lướt điện thoại tìm kiếm, Liên nhớ ra Tĩnh Dương từng giấu anh về hệ thống hải đăng, khiến anh bực mình thở không lên hơi. Hiểu Viện xuống xe, ra điểm hẹn gặp Bách Vũ hẹn chỗ gì mà ác ôn ghê sương khói mù mịt không gian u uất chẳng có bóng người bỗng từ trên cao có ai quăng tờ giấy xuống hiểu viện nhặt lên xem trong giấy kêu cô vào trong tòa nhà bỏ hoang này hiểu viện nghe theo chạy lên mấy tầng cầu thang giống như phim kinh dị cô mở cửa nhìn xung quanh xong nhìn xuống dưới bách vũ bay ra ôm cô từ phía sau khiến cô hoảng loạn cô vùng vẫy nói chuyện cho ra lẽ vũ bắt đầu giải thích là vào lúc trước hắn đã dẫn cô vào văn phòng game của hắn rồi kêu cô giúp thử nghiệm nội bộ đó chính là hệ thống hải đăng Vũ nói chuyện một cách mơ hồ rằng chỉ có Hiểu Viện và Vũ là người thật, còn lại chỉ thế giới ảo do chính Vũ tạo ra. Hiểu Viện không thể tin được điều này, Vũ liền đưa điện thoại nói về các nhiệm vụ bên trong giao cho Vũ thực hiện mỗi ngày. Hiểu Viện vẫn không tin làm hắn muốn phát điên, cô giữ lại chút bình tĩnh kêu cô nhớ cho kỹ. Hiểu Viện ngẫm nghĩ, trong lúc cô ngã xuống cầu, đúng là có âm thanh báo rằng chúc mừng cô đã đăng nhập vào hệ thống Hải Đăng. Hiểu Viện tá hỏa tam tinh, bắt đầu hoảng loạn theo Bách Vũ, hỏi Vũ đây là trò chơi anh tạo ra thì có cách về không? Tên điên này kêu cô tự sát thì mới thoát được, nhân lúc hắn đang nói mấy câu sảng, cô vội lấy điện thoại ra gọi, tính bỏ chạy. Vũ kéo cô lại, phát hiện người cô gọi là Kỳ Liên, hắn đạp điện thoại, dồn cô vào đường cùng, quăng cô xuống dưới. Kỳ Liên đã có mặt, chạy đến kéo cô lên một cách dễ dàng. Vũ cầm cây phía sau, quánh lộn với Liên, nhưng sao mà đánh lại Kỳ Liên được. Hai người đang giằng co kịch tính, Hiểu Viện lại cầm cục gạch chạy đến đập sau lưng Liên. Cô chỉ muốn về, không muốn ở đây nên đành chọn tin Vũ rồi bách vũ nhảy xuống trước cô nhảy theo kỳ liên chỉ biết kêu tên cô trong vô vọng tỉnh dậy là thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh viện trợ lý hứa đang rót nước cho cô cô muốn gặp bách vũ ông trợ lý cản lại kêu cô ngủ nghỉ cho phải đã tính cách của cô làm gì mà dễ nghe lời ai hiểu viện đã chạy ra tìm bách vũ thấy hắn ngủ ngon quá cô đi ra bỗng hắn nắm lấy tay cô khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng rượt theo cô ra hành lang bệnh viện ngay giây phút khiếp đảm đó thì kỳ liên xuất hiện hiểu viện mở mắt tỉnh dậy lần nữa hóa ra thế giới thật kia chỉ là mơ cô vẫn còn đang nằm bệnh viện ở thành phố lạc sơn chỉ biết thất vọng tràn trề trong nước mắt kỳ liên vào thăm cô vẻ mặt thất thần mà tội nghiệp kỳ liên nói chuyện bách vũ đã bị cảnh sát bắt khiến hiểu viện tức giận trách anh vì anh bố trí như vậy nên cô mới không thể về thế giới thực đau đớn vì chưa thể thoát khỏi nơi này hiểu viện cắn tay liên rồi lên cơn co giật khiến anh sợ hãi đi tìm bác sĩ liên ngồi canh cho cô ngủ hiểu viện tỉnh dậy không nói nên lời anh để lại canh hầm cho cô uống còn cô vẫn cứ hiểu lầm liên đã gài bẫy cho cô ở đây mãi liên nói hết lời rồi bỏ về cô nằm nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước giờ mà không biết bây giờ phải làm như thế nào sáng đó xếp châu vào đón cô xuất viện kéo cô về salon cô rưng rưng nước mắt trên xe taxi mọi người vẫn rất vui vẻ chào mừng cô nhưng hiểu viện chỉ muốn một mình ly bước vào an ủi cô nhưng cô lại nói những lời làm tổn thương ly ly biết cô đang gặp chuyện nên vẫn ở lại ôm chặt lấy cô mãi là chị em nhé ly trách ngược lại cô đánh cô một cái cho bỏ ghét dù cô đi ăn tiệc tất niên cùng mọi người cho thư thái tâm hồn, xếp châu đến phát lì xì của kỳ liên cho mọi người, sau đó mọi người cạn ly chung vui. Tiểu Ca thông báo cho Hiểu Viện về việc lấy chồng thì mới có tiền chăm sóc ba mẹ và sẽ rời salon này. Tiểu Ca còn nắm chặt tay cô, ôm cô lần cuối làm Hiểu Viện cảm động rơi nước mắt. Hiểu Viện đến salon, xếp châu đóng cửa chuẩn bị về quê ăn Tết, kêu cô về thăm bà nhưng cô không chịu, khuyên cô làm hòa với Liên đi, cô cũng không nghe. Nói đủ thứ rồi xếp rủ cô đi ăn bữa thịnh soạn rồi về quê sau liên tới gặp vũ bàn chuyện thử nghiệm game gì đó là do vũ tự bịa đặt ra tra hỏi một hồi khiến vũ kích động dãy đành đạch như lên cơ nghiện cảnh sát cảnh cáo kỳ liên liên đưa ghi âm cho cảnh sát nghe để hiểu hơn chứ đã tới nước này rồi anh cũng lười giải thích liên nhắm mắt ngồi sâu chuỗi những sự việc có liên quan bao gồm cả phòng thí nghiệm mà anh tìm hiểu được chuyên nghiên cứu về thần kinh học anh nghi ngờ ký ức của hiểu viện và bách vũ đã bị bóp méo là do hệ thống hải đăng gây ra hiểu viện nằm mơ thấy một chàng trai dắt tay cô gái tóc ngắn chạy trên đường dây xe lửa bỗng cô giật mình bên ngoài mọi người đã dọn đồ về quê chỉ còn lại mình cô trong căn nhà này hiểu viện ngồi chán trường cô mở chiếc hộp ra trong đó là vài cây bánh vài món quà nhỏ kèm tất cả lời chúc và lời nhắn nhủ của mọi người dành cho cô có tiếng điện thoại reo lên đó là bà của cô mong cô về quê chơi hiểu viện thấy vậy nên bắt xe lửa đi chung với sếp châu cho có bạn tâm sự đỡ buồn sếp nói quá trời quá đất cô chỉ biết cười có cuộc gọi từ thầy san thầy khen cô lần trước make up cho đoàn kịch khá tốt ngỏ ý muốn cô làm trợ lý lương bao cao nói xong kêu cô suy nghĩ đi rồi thầy cúc máy kiểu này chắc thầy san có ý với hiểu viện nhà ta rồi tuyết rơi lạnh lẽo cuối cùng bà cũng gặp được hiểu viện đưa cô vào trong và đem hộp đồ ăn cho cô ăn đỡ đói trước xe ba gác chở hai bà cháu về tận nhà vào được nhà rồi thì xếp châu goi chúc mừng năm mới vào phòng mở đèn lên nhìn nội thất bên trong rồi nhớ về thế giới thật kia cô cảm thấy lạ rằng tại sao cả cha mẹ mình và vị trí để đồ cũng giống nhau y đúc cô chợt nhớ ra lời kỳ liên nói những thói quen ăn uống lúc nhỏ rõ ràng là rất giống hiểu viện thế giới này. cô tiếp tục lục loại mớ giấy tờ, lục một hồi nhớ lại hồi đó bản thân hay giấu những bí mật xuống gầm giường. thế là cô cũng chui xuống gầm giường xem sao. bà đột ngột bước vào hỏi thăm cô rồi đi ra. cô tiếp tục chui xuống, không ngờ hiểu viện thế giới này cũng để bí mật y chang. mở chiếc hộp trong đó là quyển sách và quyển nhật ký. điều này nghĩa là sao? lật quyển nhật ký ra đọc về hoàn cảnh éo le của hiểu viện thế giới này. biết được cha mẹ cô ấy bị tai nạn qua đời, bà thì mắc bệnh nặng hai bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày, mượn nợ người ta cho cô này ăn học. Trong trường, cô giáo thúc giục đóng tiền. Vào lớp, bạn bè bắt nạt, vu oán cô ăn cắp, tức giận không thèm học nữa, bỏ về ngang gặp ngay Kỳ Liên, lúc ấy còn là học sinh cá biệt. Kỳ Liên vẫn còn ở đồn, chờ cảnh sát nghe ghi âm thôi mà cũng lâu. Xếp Châu gọi điện nói chuyện với Liên cho đỡ buồn, chủ đề về hiểu viện, mong anh bên cạnh cô nhiều hơn. Bỗng cảnh sát thông báo Vũ tự sát ngay ngày 30 Tết mới gây chứ, làm anh phải gấp rút tới bệnh viện coi sao cảnh sát kêu anh về ăn tết đi lo nhiều quá nhức cái đầu lâu liên cũng quãi mà phải dáng tìm sự thật có cuộc gọi từ giáo sư lư anh vội tới đó ngay đọc tới khúc gặp liên cái hết ngang đang tính tò mò dâng cao cô muốn đọc thêm mấy cuốn khác nhưng kiếm không ra hỏi bà bà cũng không biết bà chỉ khơi gợi câu chuyện một năm trước có hợp đồng bảo mật muốn biết ngân hàng năm đó chuyển tiền cho bà là tên gì cô đành đến chỗ bí thư thôn để hỏi biết đâu có thông tin gì mới kỳ liên đến trao đổi với giáo sư bàn về chuyện có liên quan đến vũ trong phòng thí nghiệm Minh Quang, giáo sư nói những nghiên cứu của đám người đó vô cùng nguy hiểm và đã đóng cửa từ lâu. Người phụ trách tên là Noah, mục đích muốn xóa những ký ức đau khổ, tiến con người tới cuộc sống hạnh phúc. Nghe là thấy ảo ma Canada, anh về bàn thêm với anh Thượng, anh Thượng cũng kêu anh nghỉ Tết cho khỏe, có gì điều tra sau. Nghe hợp lý, Liên ngồi chập mắt tí cho vơi mệt. Hiểu viện đi tìm bí thư thôn mà tới tối khuya, bị lạc vào đường dây xe lửa. Khung cảnh hiện ra như thước phim đang tua lại quá khứ, cô thấy Liên nắm tay hiểu viện núp lùm. Quay về ngôi trường cũ, Hiểu Viện từng bị đám con trai rượt đuổi vì cho rằng cô ăn cắp. Xếp Châu lúc ấy còn ngô nghê, đang ăn cà lem, thấy chuyện bất bình cũng muốn tương trợ mà trợ không nổi. Liên cũng đang ăn cà lem, Châu sung phong đi mách cô trước, còn Liên đứng lên xử đẹp từng đứa. Hiểu Viện ngồi bệt ra đó, dọn đồ lẹ lẹ, chạy theo Kỳ Liên để tránh sự rượt đuổi của tụi kia. Cô chạy vào tiệm nét trốn, gặp Liên lườm nhẹ là tụi nó phá ngay. Thấy gần anh an toàn quá, từ đó chọn cách lẽo đẽo theo Liên. Liên đang ngủ ngon, cô bị rượt chạy vào trong phòng chứa đồ liên phóng trái banh tụi nó hú vía anh đóng cửa lại cô tính bỏ chạy nhưng bị liên kẹp lại hai bên hai hàng nước mắt rơi tủi thân anh thì nghĩ cô là giả nai biết anh không nhà cửa chỉ có quán nét cô muốn đưa dao kèo là giúp anh có chỗ ngủ ngược lại anh phải giúp cô dẹp loạn mấy tên đó có qua có lại mà anh không chịu buồn quá cô bỏ đi luôn tối đó liên tính tới quán nét ngủ mà đóng cửa rồi anh đang chạy xe nước từ tay hiểu viện tạt hết vào người anh một cách tỉnh queo Hiệu viện phải sấy khô cho anh sẵn dụ dụ anh ở lại ngủ đi có gì mua đồ ăn sáng cho. Hai người trong tiệm nói chuyện vui vẻ, cô còn làm lành vết thương cho anh. Cuối cùng, anh cũng siêu lòng, chấp nhận sẽ bảo vệ cô khỏi bị đập và cô sẽ mua đồ ăn, làm bài dùng và cho anh ngủ ở đây. Sáng đó, hiệu viện mang đồ cho anh ăn, cầm bánh bao ra cắn một miếng là ớn ớn, thì ra là bánh cô làm chưa chín. Trong lớp, Liên ở lại bảo vệ cô sẵn ngủ thêm, còn cô thì làm bài. Tối, Liên chờ cô về, mấy thằng thấy ly là hơi quéo Đến tiệm nét, hai người ngồi cạnh nhau, cô còn cho anh tép cao su nhai cho vui, rồi cô cũng nhai nhai theo. Thằng bạn bàn bên muốn nhai cũng đâu có phức đó, anh chơi game, còn cô thì làm bài. Thấy cô thổi bong bóng vui quá, liên thổi theo, văng nguyên cục lên màn hình máy trông tiếu tiếu hài hài. Hiểu viện bật cười liên hồi khiến anh quê quê mà cũng vui vui. Sáng đó, đang viết bài, một bạn học sinh đem thơ tình tặng cô, liên nhặt lên xem bắt xé đi. Trong ngầu phết đấy, liên tập bóng rổ, mời cô mai nhớ đi xem, liên mua chai nước cho cô uống ghé cặp đôi vui vẻ hạnh phúc đúng là thích rồi cái gì cũng thấy đáng yêu cô cho anh tép cao su anh vui hơn chúng vé số vừa ăn vừa ngắm hai người cạn trai trong khung cảnh lớp học thơ mộng hiểu viện xế tóc cho liên tiệm tóc này cũng sắp đóng cửa luôn mà hai người vẫn cười đùa tủm tỉm hiểu viện đang học nghe bàn tán xôn xao ngoài kia bà bước vào đưa tiền cho cô học đại học cô ôm túi chạy đi liên chạy ra đỡ lấy cô trên đường dây xe lửa hai người chạy đi xa khuất dần liên ngủ gục bà của cô gọi báo anh hiểu viện mất tích. Ở đây, bà và bí thư thôn chia nhau ra tìm cô ấy. Liên nghe vậy cũng đua nhanh xuống dưới, phút chốc Liên có mặt, cầm đèn pin đi soi. Nghe tiếng xe lửa, anh cũng nhớ lại cảnh ngày xưa. Tiếp theo khung cảnh hiểu viện nhìn thấy lúc này, trong quá khứ hai người họ trốn lại tiệm tóc cũ. Trời lạnh, hai người trùng chung cái mền nói chuyện tới sáng. Kỳ Liên đi theo miền ký ức đó, tới chỗ năm xưa. Cửa không khóa, anh đi vào thấy hiểu viện trốn trong góc run lẩy bẩy. Anh đau lòng, còn cô thì ôm đầu, miệng làm nhảm, tôi không phải hiểu viện của anh. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt và hoảng loạn vì ký ức đó chẳng hiểu sao lại trong đầu mình, vẫn không tin đó là mình. Cô không thể chấp nhận sự thật và đẩy anh ra. Liên vẫn giang tay ôm cô vào lòng và an ủi. Hai người ôm nhau khóc rồi cô ngủ quên tới sáng. Bỗng cô bị ảo giác thấy hiểu viện tóc ngắn xuất hiện, khiến cô tỉnh cơn ác mộng. Liên đi đâu mất tiêu, cô phát hiện chiếc hộp giấu sâu trong kẹt, muốn lôi ra lấy mà khó quá. Đúng lúc kỳ Liên mua đồ ăn về, anh giúp cô lấy chiếc hộp ra, đống đồ rớt ra tùm lum. Cô mở chiếc hộp ra, thấy tờ hợp đồng hợp tác, phát hiện Hiểu viện đã thực hiện thí nghiệm Minh Quang năm 2018. Liên nói về hệ thống Hải Đăng cho cô biết thêm, theo như tìm hiểu, biết được hệ thống quái quỷ đó đưa con người thoát khỏi khổ đau, đồng thời bóp méo ký ức của họ. Vẫn cảm thấy hoang đường, cô đọc lại bản hợp đồng mà hoảng hồn, cô bắt đầu sợ chính mình, vẫn chưa tin mình là Hiểu viện, còn mơ hồ nghĩ mình đang trong game. Ra ngoài, cảm thấy không an toàn với tất cả mọi thứ xung quanh, cô lôi lôi kéo kéo tay kỳ liên các kiểu kỳ liên đưa hiểu viện về với bà khiến bà lo lắng la um sùm trời đất đúng lúc ba của kỳ liên gọi ra thăm mộ mẹ hình như anh vẫn còn giận bố mình quyết định bỏ đi về không muốn ở lại thêm hiểu viện kể chuyện về kỳ liên bà nói nhà cậu ấy rất giàu khiến cô bất ngờ cô chạy ra thăm mái trường mến yêu xem có giải mã gì thêm không trường khóa mất tiêu cô đành đi về nhìn thấy cảnh hai người họ cùng đi học cùng nói chuyện con trèo tường chui vào trường bỗng liên khều cô giật mình quay lại nhìn ra khuôn mặt cậu học sinh cá biệt năm xưa mà cô ngứa người. Tự nhiên muốn trèo tường mà cũng vất vả như năm nào, thấy vậy anh giúp cho leo lên khỏi phải trầm trầm khổ cực. Anh đỡ xuống dùm không chịu, nhờ vậy mà hai người té nằm lên nhau. Liên cứ ngó cô miết, theo dõi xem các biểu hiện của cô. Ngắm bức tranh trưng bày to đùng của hiểu viện vẽ năm nào, giờ vẫn y nguyên, nhưng cô không ấn tượng. Vào lớp học, sơ mặt bàn cũng không có gì để nhớ ra. Hai người họ đi xuống cùng đào dưới gốc cây, chiếc hộp ước mơ của cả lớp, cô mở thư của hiểu viện ra đọc. Bước đầu là lời động viên của cô dành cho Liên, đọc thêm bức thư thứ hai là nói về cuộc sống khó khăn, trùng hợp thay, nó cũng là năm hiểu viện ký hợp đồng với tụi bên phòng thí nghiệm. Cô cầm bức tranh vẽ về cuộc sống hàng mơ ước của hiệu viện kia, xem kỹ vào nhân vật công chúa lái xe hơi hồng. Cô nhớ ra mình cũng từng lái chiếc xe như vậy ở thế giới của mình. Cô giật phắng người, không chấp nhận được, tức giận dẫm đạp bức thư rồi lên cơn kích động, choáng váng, khó thở một lúc thì ngã xuống. Liên đỡ cô ngồi dậy nhưng thích nghĩ đưa về nằm nghỉ trên giường thì tốt hơn. Nghi ngẫm mãi chẳng biết mình đang bị cái gì, cô nghĩ ra ý, muốn nhanh chóng đến phòng thí nghiệm xem sao. Liên thông báo tin Vũ chết, khiến cô hoảng, dù sao cùng làm thí nghiệm chung, cô sợ mình giống hắn ta. Ba của cô đem mì vào cho hai người ăn, ngỏ ý mời Liên ở lại nghỉ ngơi. Cuộc gọi từ giáo sư Lư gọi tới, ông ấy tìm ra được bức ảnh của người phụ trách thí nghiệm, zoom to màn hình thì không ai xa lạ đó là Tĩnh Dương người bạn chí cốt năm nào. Nóng lòng quá, hai người ra ngoài trong đêm, mò mò tới phòng thí nghiệm. Anh và cô soi đèn đi vào, phòng thí nghiệm bỏ hoang trông thật đáng sợ. Hai người từ từ đi sâu vào trong, xuống tầng hầm được thiết kế như cái ống trượt. Dù là bỏ hoang nhưng trông sạch sẽ phết, họ đi xuống cầu thang thì hiểu viện không may trượt chân đi không nổi, liên cổng cô. Thấy cô đau quá, tính đưa cô về trước mà cô không chịu, muốn tìm sự thật cho bằng được. Biết không cản được nên kêu cô ngồi đây đợi, anh đi một mình. Cảnh creepy đã xảy ra, đèn chớp tắt liên tục, cô đi cà nhắc tới phòng thí nghiệm, một thước phim lại phát ra. Đèn trong đó bật sáng lên, thấy mọi thiết bị đang hoạt động, Hiểu Viện trong đó ngồi dậy từ một cái máy, dáng đi loạn choạng, cô nhân viên kỹ thuật tới đỡ. Hiểu Viện bước ra nghe lén hai người nói chuyện, biết tin động trời về rủi ro khủng khiếp của thí nghiệm rằng người thực hiện có thể sẽ bị phát điên dẫn đến nhảy lầu tự tử. Cô bỏ chạy, ra nói chuyện với Vũ, bạn trai cũ. Đúng là trò chơi này có sự nhúng tay của Vũ, chính Vũ đã bày ra nó. Cô nhìn ra cửa thấy Hiểu Viện, mở cửa chạy đi, cô chạy theo cánh cửa đó. Hiểu Viện chui ra đường đó, cô cũng chui theo cuốn nhật ký vẫn còn ở đó mở ra đọc với sự tò mò pha chút sợ hãi trong đó viết về toàn bộ quá trình hiểu viện thực hiện thí nghiệm cô ấy đã biết rõ chân tướng rằng nó chẳng phải trò chơi bình thường mà là cố bóp méo ký ức của con người khiến họ quên đi cội nguồn của mình lần đó hiểu viện nghe lén bọn họ bàn nhau bị phát hiện họ đã nhốt cô ấy lại chúng còn ép cô ký vào hợp đồng bí mật nếu không ký sẽ không có tiền gửi về chữa bệnh cho bà đâu cô đành cắn răng chịu đựng tiếp nằm vào máy và bắt đầu sống trong những giấc mơ hạnh phúc sở hữu mọi thứ như mong muốn dù là vậy nhưng nó chỉ là mơ sự tỉnh táo đang cạn dần cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên nghĩ ra cách bỏ trốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này thoát ra ngoài đi vào rừng tới cánh đồng hoang đến bờ sông quanh quen nằm ở tập hai tới đây mệt lả người cô ấy cúi xuống rửa mặt cho tỉnh nhưng có vẻ không ổn rồi vì cô đã thực hiện quá nhiều thế là ngất xỉu ký ức từ đấy tan biến liên quay lại tìm cô lần theo dấu vết thấy cô xỉu trong kia anh ấm cô về, một tên áo đen đứng trên đó rình từ lâu. Về nhà liên, hiểu viện mở mắt, ôm anh trong nước mắt, lần này cô đã tin mình chính là hiểu viện. Từ đầu đến cuối là nhờ những cảnh vật thân thuộc, nên miền ký ức cũ đã tìm về bên cô. Chẳng có xuyên không gì cả các bác ơi, hai người ôm nhau khóc quá trời khóc. Từ đó, liên lo cho cô hơn, nghe tiếng vỡ ly là chạy vào ngay, sợ cô chẳng may bị phát điên giống vũ thì coi như toàn. Thấy ở đây ám ảnh quá, cô muốn về Lạc Sơn, liên kêu cô ngủ tí đi rồi về. Liên vẫn sẽ bên cạnh nắm chặt tay không rời. Sáng hôm sau, Liên chờ cô về, hai người trò chuyện. Hóa ra tất cả chỉ là thế giới ảo, một giấc mơ dài làm con người ta như bị mất trí nhớ. Cô vẫn là hiểu viện của anh như ngày nào, dù chưa lấy lại được hoàn toàn ký ức nhưng cô đã tin chính mình là hiểu viện của thế giới này. Chờ hiểu viện về tận nhà, chuẩn bị vào, thì Kỳ Liên bị ngã gục xuống. Vào bệnh viện, cái lưng do di chứng nên phát đau cộng với lao tâm lao lực quá mức nên bác sĩ khuyên anh dưỡng sức nhiều hơn nhé. Hiểu viện bên cạnh chăm lo cho anh ngủ nắm lấy đôi tay anh, nhớ lại lần đó đập cục gạch vào anh, cảm thấy rất có lỗi về vết thương nó. Liên vừa mới chợp mắt, đang yên lành bỗng xếp châu gọi một cuộc rồi hai cuộc. Hiểu viện phải bắt máy ngay kẻo Liên thức giấc, xếp thấy hiểu viện bắt máy, xếp hơi nghi nghi mà vấn đề chính là muốn rủ Liên họp bạn cũ. Liên mở mắt, hai người bàn về hứa tĩnh dương. Bàn một hồi thấy lạ lạ, Liên ngồi dậy đưa hình người phụ trách tên Noah cho hiểu viện xem, nghi ngờ người anh quen biết không phải tên là hứa tĩnh dương. Liên nhớ lại quá khứ, cùng đồng bọn tới địa điểm giải cứu Dương và Châu. Phía anh chỉ có vài đứa, bên kia tầm 500 anh em. Thế là, một trận sống chết nổ ra nảy lửa, Liên bị đập tới tấp, Dương là người đỡ cho anh một cú và ngã xuống dưới. Liên bắt đầu khó hiểu, người bạn của anh chỉ 14 tuổi, sao có thể là người trung niên này. Hiểu viện kêu anh đi đến gặp bạn cũ coi sao. Liên ok la, nói lời an ủi cô rồi nắm tay, cô vuốt tóc Liên, hai người nương tự nhau. Liên tới nơi, xếp Châu ra đón anh vào, mọi người thấy anh đều đứng lên chào đại ca liên. Mỗi người bây giờ đều có cuộc sống ổn định của riêng họ, vui vẻ cũng ly, cười cười với nhau. Nhìn qua liên, không khí trầm lắng, anh nói tìm được tĩnh dương rồi đưa hình cho mọi người coi, hình như họ có điều gì giấu liên. Liên thấy vậy, tức giận quăng nát chai rượu, đòi nóc hết chai rượu trắng coi như cắt đứt tình cảm. Bạn anh đứng lên quăng bể cái chai liên cầm, nói sự thật rằng dương lúc ấy đã chết, làm cho liên bỡ ngỡ. Về phía hiểu viện, cô cùng bà xem pháo bông, hai người lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện để tâm sự, họ còn ôm nhau khóc trong nước mắt mọi người nói dương đã ra đi gia đình dương cũng chuyển sang nơi khác liên lúc ấy đi điều trị bác sĩ tâm lý do không nỡ thấy liên bị đau khổ cứ tự trách bản thân mãi nên xếp châu đã dàn xếp để anh quên dương sự thật là người đỡ cho anh lúc ấy tên là trần thiên dương không có hứa tĩnh dương nào cả liên quá sốc hai hàng nước mắt tuôn dài anh muốn xem hình dương trong hình là một cậu trai nhỏ tuổi hiểu viện đang ngắm pháo bông người lạ gọi tới cảnh cáo cô không được tìm hiểu quá sâu nữa nếu cố chấp người xung quanh cô sẽ gặp hậu quả Hiểu viện nhìn bà mình, rồi gọi cho Liên, xếp châu bắt máy kêu cô lẹ lẹ tới đi, cô chạy tới tưởng bị gì ai dè chẳng sao cả chỉ là Liên quá xỉn. Xếp châu nhờ cô giữ Liên dùng xíu, xếp dô giải quyết nỗi sầu một tí. Liên ôm cô, cô ôm anh cứng ngắc khóc quá chừng, sợ anh bị gì. Xếp châu chạy ra đỡ anh vào xe liền, xếp cầm lái, còn Liên nằm trên đùi hiểu viện. Trên xe, xếp tâm sự mỏng với cô rằng Liên chờ cô suốt bao năm, cô nghe vậy, nắm tay Liên rơi nước mắt. Châu chở cô về với bà trước, còn Châu sẽ đưa Liên về nhà ngủ chung. Đang chạy xe ngon lành, ngắm đường phố chiêu chiêu, từ đâu một chiếc container lao vào xếp Châu. Cảnh sát tới hiện trường ngay, hiểu viện cũng bắt taxi đến xem, xếp Châu bị thương ở đầu, Liên cũng bị y chang. Ba của Liên đẩy cô ra chửi con nhỏ một trận um sùm, cô chóng váng nhìn chiếc xe ra mấy chục bóng. Sáng hôm sau, cô rời quê, ôm bà rồi lén cho bà mớ tiền phòng thân, cô lên xe ba gác, bà vẫn dõi theo. Trên xe bus, xếp Châu nói cô đừng lo gì nha, không sao cả, hai đứa tôi đều ổn cô nghỉ việc ở salon tới trùng khánh làm trợ lý cho thầy san kiếm thu nhập cao tới trùng khánh cô tới học viện trang điểm trang mộng gặp thầy san khổ ghê kêu nhỏ tới mà gọi không thèm bắt máy hiểu viện chờ tới ngủ gục trên vali thầy san mới chịu xuất hiện đưa sắp tiền lương nóng hổi cho cô sẵn nói móc vài câu hiểu viện chỉ muốn có chỗ ở rồi tính gì tính hiểu viện được hướng dẫn đến khu ký túc xá nữ liên gọi đến cô khuyên anh đừng tìm hiểu vụ nghiên cứu minh quang nữa cô cũng thông báo là đến trùng khánh làm việc không làm salon lông nữa hiểu viện có chút tủi thân nói bóng gió kêu anh quên cô cho rồi hiểu viện nói trong nước mắt tất cả chỉ vì sự an toàn của liên thôi tắt máy liên không muốn nghe lời đau lòng hiểu viện bên này mệt mỏi khóc quá trời quá đất liên ra ngoài giải khuây luồng ánh sáng ảo ảnh phát ra dương hiện về nói chuyện mơ hồ thầy san giới thiệu công việc cho hiểu viện nhắc khéo cô bây giờ đã chưa rồi còn không biết đặt đồ ăn cho thầy sao hiểu viện tính đặt mà thầy kiếm chuyện trách này trách nọ giới thiệu người ta việc mà làm giọng bố đời thật Liên đòi ba trở về nhà cũ, Liên bước vào nhà ngắm nghía mọi thứ. Trong góc nhà, Liên mở hộp ra, trong đó có thêm cái hộp nhỏ, Dương ảo ảnh hiện ra thúc giục anh mở chiếc hộp ấy sẽ biết sự thật. Liên nhớ mật khẩu mở cái dẹt, ôi rồi ôi, Liên cũng từng hợp tác với phòng thí nghiệm Minh Quang vào 2012, anh cũng là người bị thí nghiệm. Sự thật ngỡ ngàng, hèn chi anh và Hiểu Viện tiếp xúc được với Tĩnh Dương, còn lại chả ai biết. Hiểu Viện đang tìm hiểu về trang điểm thì cô bị dụng dâu ra cả ghế. Quấn nhanh cái áo khoác, ra ngoài kiếm mua băng vệ sinh, đâu ra có tên mập chạy xe đạp ba chớp ba nháng đụng chúng hiểu viện anh tính đỡ cô lên nhưng bị dụng dâu cô ngại bỗng kỳ liên xuất hiện tới choàng áo khoác vào cho cô dẫn cô đi mua đồ xong xuôi hai người dạo với nhau một chút hiểu viện và liên cãi lộn muốn cắt đứt mọi liên hệ với liên nhưng liên biết đó chỉ là giả lúc anh bị tai nạn đã nghe mơ mơ màng màng hiểu viện vì anh mà tới hiểu viện vẫn dứt khoát cô bỏ đi một nước đứng núp bên tường khóc trong đau khổ một hồi lâu đợi liên chạy theo hiểu viện đã đi mất tiêu rồi chậm quá chậm liên ơi cô về ký túc xá mượn laptop mượn sách bạn cùng phòng họ cũng vui vẻ cho cô mượn thầy san bước vào cô đưa nước cho anh uống rồi đi ra thầy nhớ lại lần đó trong phòng mẹ anh thấy bà ta có vẻ đang điều tra giang hiểu viện cũng thấy là lạ liên lại đến gặp anh cường nhân viên sửa điện thoại hôm bữa đức giúp anh điều tra tai nạn lần đó là như thế nào chẳng thấy gì bất thường khi cha tới đoạn hiểu viện ôm anh khóc lúc xỉn thì anh ngộ ra có lẽ người đó đã đe dọa hiểu viện nên cô mới khóc và căn dặn xếp châu những câu nói đó mọi người về hết Hiểu viện ở lại nghiên cứu thêm, thầy San khâm phục, nói vài câu rồi về trước. Lên lớp, thầy lấy cô ra làm mẫu trước các học viên khác, bắt cô xách vali bự tổ bố vào thang máy. Thầy San gọi cô vào thu xếp hành lý đi công tác ở Quảng Châu, bảo cô thay đồ nào đỡ quê mùa hơn, cô phản hồi vài câu, thầy xịt keo cứng nơ. Về tâm sự với bạn cùng phòng, lựa bộ nào mặc phù hợp cho chuyến đi. Nhờ tâm sự, hiểu viện biết thêm thông tin, thầy San đã tự bỏ tiền túi thêm để cho cô có mức lương cao. Đức đứng bên ngoài theo dõi ai đó theo lời liên, còn liên ngồi phân tích từng sự kiện xảy ra năm 2012 anh tham gia năm 2013 tới hiểu viện và bách vũ tham gia năm 2018 họ lại tham gia lần nữa nhớ lại lần nằm trong viện anh cùng anh thượng bàn về bách vũ cho rằng sự phát điên dẫn đến cái chết của hắn đã vô tình cắt luôn sự tồn tại của thí nghiệm minh quang với cảnh sát coi như một công đôi chuyện liên chuyển hướng điều tra kỹ càng về phòng game mammoth nơi này chắc chắn có vấn đề liên quan hiểu viện đi trên đường vừa đi vừa nói chuyện với thụy tuyết giữa trường gặp liên đứng đợi từ lúc nào Cô bước ngang, anh níu tay lại nói cho ra ngô ra khoai cái đã. Dứt khoát quá cũng vậy, cô lì, liên còn lì hơn. Hôn một cái cho biết, cảnh mong chờ cuối cùng cũng hiện ra. Hiểu viện vừa khóc vừa chửi, liên không quan tâm câu chửi, tới gần hơn lau nước mắt cho cô, kèm nói lời ngôn tình, làm hiểu viện buông luôn giỏ sách, nhón chân lên hôn lại liên luôn. Hai người quấn quýt như trước, liên chở cô tới học viện, đem luôn cả đồ ăn sáng cho cô. Thầy san bước ra, đòi đi ké xe người ta luôn mới ghê, thầy mặt dày dễ sợ, vào trong ngồi sẵn luôn liên sách vali phụ cô, chở họ tới sân bay. Thầy San và Hiểu Viện tới được Quảng Châu, cô khinh cả đống đồ, rớt cái điện thoại ngay cạch cửa, nguy cấp quá thầy đưa tay vào đỡ cho cô, đỡ xong còn tức giận chửi thêm. Vào khu trang điểm, cô đứng kế bên, phụ giúp đem dụng cụ cho thầy make up một mẫu, cho các học viên khác học hỏi. Tất cả các học viên bắt đầu làm theo, thầy San đi đâu cô theo đó, mục đích học hỏi thêm thôi. Vậy mà thầy tuyệt tình, cho là cô vướng víu, liền kéo tay cô đuổi ra ngoài, Hiểu Viện đứng ở ngoài chửi rủa thầy cô đọc được cuộc thi trang điểm toàn quốc nếu được hạng một cho thầy lé mắt chơi có người đứng bên cạnh lúc nào không biết chê cô sao mà so được với thầy san cho đã miệng của ổng rồi bỏ rô trong hiểu viện đứng xem điện thoại bên trung tâm đăng ký thi không cho cô thi vì không đủ điều kiện hiểu viện ngồi đó nghe lén hai người nói chuyện về cuộc thi xa quá không nghe rõ đứng ghé sát nghe cho rõ hơn hai người họ bàn chuyện nghề nghiệp tuổi tác rồi còn đòi đổi trợ lý tới khúc này cô lộ mặt làm họ giật mình đi ngang đá tên kia một cái cho bỏ ghét trên xe taxi, Hiểu Viện nhờ thầy viết giấy giới thiệu cho cô đi thi, nhưng thầy không chịu còn chửi. Hiểu Viện lên cơn, chửi lại luôn, thầy tiếp tục nói lời khó nghe, quá đủ rồi nha thầy, Hiểu Viện kêu bác tài dừng xe bên đường. Cô chuyển ra hàng sau ngồi cãi lộn cho đỡ mỏi cổ, dần mặt thầy một tràn như đọc rap để thầy tỉnh hồn rằng không dễ bắt nạt được cô đâu. Về khách sạn, thầy đưa thử thách cho Hiểu Viện, không làm được là cuốn gối đi về. Nói là làm liền, mẫu là thầy san chứ đâu xa xôi, Hiểu Viện make up cho thầy thành cô gái xinh đẹp tuyệt vời không ngờ tài nghệ cũng như sự cố gắng vì nghề của cô lại lớn như vậy, thầy thầm ngưỡng mộ. Thầy kêu về nghỉ ngơi đi, mai đưa giấy giới thiệu cho. Một mình trước bàn trang điểm, thầy nhớ về thời còn là học viên quèn, gặp Tĩnh Dương cho ăn ly mì tôm. Mẹ bước tới, kêu ra ngoài nói chuyện, mẹ không thích thầy làm nghề này, giật cái túi đạp nát hết. Thầy tức giận, mẹ thầy còn tức hơn vì thầy có sở thích trang điểm giống bố, bà ghét bố, rạch tay thầy cho thầy bỏ nghề. Đang nhớ về chuyện cũ thì mẹ gọi tới, thầy nản không muốn nghe. Hiểu Viện và Liên tán gẫu qua điện thoại, cuộc nói chuyện vui vẻ quá xá. Liên gọi cho anh thượng bàn về vụ của Bách Vũ, phát hiện thầy San và mẹ thầy tên là Tiểu Tiểu có liên quan rất lớn tới vụ này. Liên lo lắng cho Hiểu Viện, thầy San ngồi nhớ về chuyện quá khứ. Quản lý Hà của công ty Tinh Hà gọi cho San, kêu về gặp mẹ gấp. Vừa trở về, mẹ anh nở nụ cười thân thiện, bí ẩn. Thiện Chí mời San uống trà, vẻ mặt San vẫn trơ trơ không quan tâm. Mẹ thấy hơi quê quê rồi đó. Bà ta nhắc về thời hạn hợp đồng của học viện sắp hết mặt san tái mép. San tuyển hiểu viện vào làm trợ lý, nhưng mục đích chính của san không muốn mẹ phải đuổi thêm bất cứ trợ lý nào nữa. San biết bà ta đang muốn giữ hiểu viện nên chắc chắn sẽ không đuổi cô ấy. Nhịn hết nổi hành động của thằng con, hai mẹ con cãi nhau om sòm, bà đã trọi cuốn sổ vào bản mặt đứa con, đầu san bắt đầu chảy máu. Liên tới phỏng vấn bà Phạm theo lịch hẹn, nói chuyện với hiểu viện vài câu thì cúp máy, quay qua thấy san đang đi xuống, đầu máu me không, quản lý Hà cũng đi xuống báo hủy buổi phỏng vấn này. Tại học viện, liên cố môi tin tức từ san cho rằng san đang lợi dụng hiểu viện chứ chẳng chú trọng vào tài năng của cô ấy hiểu viện nghe hết tất cả nhìn mà tức giận không nói nên lời bỏ đi ra ngoài hiểu viện đi bộ giải sầu thụy tuyết gọi tới chúc mừng cô nhưng nụ cười đã tắt chỉ còn lại trong cô sự chán trường liên gặp cô hai người ngồi bàn chuyện những người có liên quan đến thí nghiệm minh quang nghi nghi bà phạm là chủ đầu tư mới của phòng thí nghiệm này núp bóng dưới công ty game mammoth nhằm tiếp tục thực hiện âm mưu nghiên cứu hệ thống hải đăng lúc này anh khai ra mình từng tham gia thí nghiệm giống cô mà khác năm, đưa bằng chứng cho cô xem. Vào năm 2012 đó, anh có thực hiện và kết quả nhận lại là Liên không bị điên như Vũ, vẫn bình tĩnh tới giờ. Liên cho rằng hứa tĩnh dương mà cô và anh nhìn thấy là nhân vật ảo do Noah tạo ra, hiểu viện nghĩ thí nghiệm này vẫn đang hoạt động dưới chỉ đạo của Noah, muốn hại chết cô và anh. Liên không nghĩ vậy, nhờ Noah tạo ra nên anh mới được chữa lành tâm hồn. Theo như điều tra, hiện tại thì nó đang biến dạng, không còn theo hướng tốt. Liên quyết định vừa tìm Noah vừa tìm hiểu thêm về Phạm Tiểu Tiểu, bà này chắc có liên quan lớn. Hiểu viện vào học viện trang điểm, kiếm thầy xin nghỉ việc. Mở cửa vào, cô giáo đang giảng bài, rõ ràng là thầy San dạy tiết này. Khi biết tin thầy San đã từ chức, cô há hốc giật mình. Chạy tung tăng trên đường, cô tới nhà kiếm San, thầy kêu cô lấy vali trang điểm tại địa chỉ thầy dặn rồi cúp máy ngang. Hiểu viện đem vali cho thầy, giọng thầy trầm xuống, lần này sẽ dẫn cô đi làm đơn hàng cuối cùng. Không khí lại căng thẳng kèm chút cục xúc của San, hiểu viện chỉ thấy oải cả trưởng tới phòng trang điểm nhìn cái cách bà đó nói chuyện là thấy ghét bà ta là ami thầy san chỉ mong cô dáng nhẫn nhịn để make up cho tốt một chị đẹp bước vào ami liếc mắt với san san kêu hiểu viện mau mau tới make up theo ý chị ấy đi chậm là mất slot bà chị tên là tạ dịch đẹp mà chảnh quá xá chị dịch đòi make up nhưng thành đồ nước kiểu tiên nữ hiểu viện vừa gật gật tự nhiên khó chịu với cô kêu đổi người hiểu viện cười chị ta cũng không cho cười tỏ vẻ tức giận muốn làm tiên nữ mà tính nét y chang phù thủy, chưa khi quá trời quá đất. Hiểu viện dỗ ngọt chị ta, nói mốc 30%, còn lại là khen tới tấp. Não chị dịch mở ra được chút, bớt khẩu nghiệp, chịu nghe góp ý. Hiểu viện đưa điện thoại cho chị ấy xem kiểu make up, chị đẹp mặt cộc chốt kiểu đó liền. Make up xong, vừa mới bước ra, xoay một vòng đã thấy khí chất ngời ngợi. Chị dịch cảm ơn hiểu viện, mong cô bỏ qua nét phù thủy lúc nãy nhé. Từ xa trông thấy, Ami không phục tài nghệ của hiểu viện. Bỗng có cô gái bước vào, ôm chị Ami, cô ta là thợ trang điểm xuất sắc của học viện tên là Xuyên. Xuyên chào thầy San, thầy vẫn bấm điện thoại, không quan tâm, chuyển hướng qua tìm hiểu viện. Xuyên nói bóng nói gió về những việc San làm vì cô, giọng điệu Xuyên như đang ghen tị. Xuyên đưa tay ra, muốn cô gia nhập công ty Tinh Hà. Nhớ lại lời Kỳ Liên nói, cô không chấp nhận tham gia vào công ty Tinh Hà, thầy San nghe vậy cũng nhẹ lòng. Chị Xuyên thấy bất lực, nên bỏ đi. San kêu hiểu viện tí nộp hồ sơ cho chị Ami, tránh công ty Tinh Hà ra, giờ coi như không ai nỡ ai nữa thầy săn bỏ về. Sự kiện thời trang bắt đầu, Kỳ Liên có mặt ở đó, Thụy Tuyết tới chào hỏi rồi đi tìm hiểu viện. Liên nhờ người đàn ông điều tra bất động sản bà Phạm sở hữu, nó trùng với cách bố trí của thí nghiệm Minh Quang. Mọi người đang chụp hình cho tiên nữ tạ dịch, soi ra gương mặt chị dịch có gì đó sai sai. Hiểu viện đang ngồi, Ami vào quang điện thoại cho cô ấy xem. Đỗ thừa do cô make up nên mới lên hình bị mốc như vậy, bà ấy còn lục ra được cái hũ phấn đó, ngay chỗ cô mới hay chứ. Điện thoại reo, Ami nghe máy rồi quay qua kêu cô chuẩn bị đi, lần này rắc rối to. Cô cầm hũ phẫn lên xem, vẫn chưa hiểu gì xảy ra luôn. Liên đang mở phong bì ra xem, bỗng có cuộc gọi của Tuyết thông báo hiểu viện đang gặp kiếp nạn lớn. Chị dịch ngồi khóc bù lu bù loa, bị chửi chuyên môn kém, hiểu viện nhất quyết biện hộ vì cô không làm, sao phải nhận. Thầy San biết chuyện này liên quan đến xuyên, thầy ra dần mặt cũng như cảnh cáo về hành động rẻ tiền của cô ta. Liên gọi cho ba anh, nhờ nói giúp vài tiếng với ông Tạ, dù sao cũng chỗ quen biết, mong ông Tạ cha của chị dịch bỏ qua chuyện này. Ba anh ok, không khí căng thẳng thầy san bước vào cố giải vây cho hiểu viện kêu chị dịch muốn gì cũng được biết được mối quan hệ mẹ con của thầy san cô giật mình san gọi ngay cho mẹ bà ta bắt máy bảo san đưa chị dịch tới đây cúp máy bà ta tức điên thẳng tay quăng cái điện thoại chị dịch đi tới chỗ bà phạm thầy san quay lại giải thích thắc mắc cho cô làm cô cảm động rơi nước mắt thầy mong cô tiếp tục với đam mê hiểu viện chạy ra gặp liên cô nói muốn xem camera mà người ta không chịu bên tập đoàn của liên có góp vốn ở đây nên anh kêu cô vào xem camera một cách dễ dàng lia tới đoạn kia phát hiện bà nào mặc nguyên bộ đen đang dặm thêm phấn cho chị dịch dung kỹ thấy tên bà là mai biết dược sự thật hai người đi ra cô tính gọi cho san xem sao sẵn nói cho liên biết liên kêu cô về nghỉ trước đi hiểu viện quay lại thu dọn vali cho thầy san luôn chị ami nói có người bên bà phạm lấy về rồi hiểu viện đi ra ngoài bắt gặp được bà phạm đang tát thầy tới tấp nhìn mặt bà ta cô đau nhức nhớ lại lúc nằm trong thí nghiệm đã thấy khuôn mặt của bà ta rồi tát đã cái nư xong rồi trở san về còn hiểu viện bị ù tai thở không lên hơi ngất xỉu nằm nguyên con dưới đất liên dẫn cô đi khám bác sĩ phát hiện trong não cô có con chip trong đầu liên gọi cho cảnh sát thông báo tình hình con chip khó mà tách ra phía cảnh sát sẽ cố tìm cách liên cũng chụp thử xem sao may mắn kết quả là anh không có chip liên vào ngồi với hiểu viện cô ngủ say anh nghĩ mãi cũng không ra sự việc này bà phạm nghe tin tức truyền hình nhắc về mối quan hệ mẹ con mà bà dốc sức chôn giấu bấy lâu nay bị lộ tức sôi máu chửi luôn chị quản lý coi như chút giận tuyết tới thăm cô bạn hiểu viện nhận được tin thầy san giải nghệ hai người thấy tiếc cho thầy hai người đang nói chuyện thì chị xuyên đi vào cầm theo bó bông thăm bệnh tuyết tới nói mốc vài câu hiểu viện kêu cô ra ngoài để mình cô xử lý vụ này xuyên đưa điện thoại cho cô xem về tình hình thầy san đổ lỗi cho cô kêu cô đừng điều tra nữa nghe không lọt tai hiểu viện đuổi đi xuyên cũng dáng nói vài câu rồi mới chịu biến thầy san nhốt mình trong phòng vẽ lên tường những mẫu make up nhớ lại cảnh mẹ tát mình kèm theo những lời nói phũ phàng nhớ lại ngày xưa ba san vũ phu bỏ mẹ con bà đi san chỉ là đứa con nuôi nhà lúc ấy còn có hai mẹ con mẹ san chăm lo cho san hết mực biết là còn có người mẹ nhưng bà ấy quá khắc nghiệt với san thành ra tình nghĩa cũng dần cạn liên đưa hiểu viện những tấm hình 10 tuổi của thầy san cho cô xem phân tích hoàn cảnh éo le của thầy bảo rằng chính San đã đâm chết bố mình bằng dao gọt hoa quả. Bác sĩ kết luận San còn bị bệnh rối loạn lưỡng cực. Hiểu viện không tin vào điều này, nói tốt cho San, liên cảnh báo, coi chừng bị San lừa. Bỗng có cuộc gọi của giáo sư Lưu kêu anh tới gấp, người kế bên là ông Sơn từng đầu tư vào thí nghiệm minh quang. Cả ba ngồi xuống bàn công chuyện, ông Sơn nói Noah mất 5 năm trước rồi. Anh nắm chặt tay, không tin vào điều mình nghe, vậy là thời gian qua, tìm kiếm phí công sức. Nhưng, Ông Sơn biết bên phòng game Mammoth đã copy hệ thống hải đăng của phòng thí nghiệm, biến tấu nó bẹo hình bẹo dạng. Muốn kiện cũng khó, vì bằng chứng không đủ. Liên thất thần, Noah chính xác là hứa tĩnh dương, người bạn thân duy nhất lúc ấy của anh. Ngồi trước phòng bệnh viện, anh tuyệt vọng, hiểu viện đi ra an ủi, anh không kiềm được nước mắt, cô lau nước mắt cho anh. Đứng lên cho anh tự vào, cô cũng khóc theo. Hai người về ăn cơm, tiếp tục bàn về hệ thống hải đăng, chắc chắn 100%, bà ta dùng tâm huyết của tĩnh dương để làm việc xấu, kiếm tiền. Hiểu viện thấy lo cho San, liên muốn tới phỏng vấn riêng bà Phạm. Sáng hôm sau, họ tới nhà bà ta. Bà Phạm thấy hiểu viện là muốn đuổi nhưng cô nghênh ngang ngồi tiếp, hù sẽ báo cảnh sát. Liên đưa máy ra ghi âm ra, bà ta hết dám lên mặt. Liên bắt đầu kể chuyện xấu của bà ấy, chuyện là chính bà ta đã đâm chết chồng, San đi học về, bà đỗ lỗi hết lên đầu thằng nhỏ. Đây cũng chính là lý do bà ta giấu mối quan hệ trước mặt công chúng, sợ bị lộ ra sự thật. Bà đâu ngờ, cao thủ điều tra đang ở trước mặt, bà chỉ biết im lặng mỉm cười bà ta nhờ quản lý đưa hiểu viện đi gặp san mở cửa ra những trang giấy ma bay tứ tung nhà như ổ chuột san đang quay lưng ra ngoài thấy cô anh quay đi hiểu viện đau xót cô bước vào khuyên thầy đi theo cô và liên để sống cuộc đời tự do còn hơn là tự nhốt mình san không đi hiểu viện đứng lên chửi tan nát cho san tỉnh hồn lại hiểu viện đưa ra những tác phẩm trang điểm san đã từng đoạt giải quốc tế mục đích làm vậy là để san mạnh dạn đi theo công việc yêu thích hiểu viện ra thông báo bà phạm tắt hẳn nụ cười đứng lên hỏi San lần chót. San lặng im, bà ta hăm dọa tiếp, San nói một câu rồi bỏ đi theo Liên và hiểu viện, bà Phạm đứng chết chân. Cả ba vào nhà, San đi vào khép nép, ngồi co giò. Hiểu viện đưa mền cho San đắp, rồi đi nấu canh cho San uống định thần. San không uống, nằm ngủ trên sofa, hiểu viện xin Liên cho San ngủ lại vài hôm. Hai người ra ngoài dạo phố, đứng ngắm cảnh, hiểu viện tâm sự về mục tiêu sắp tới của cô ấy, dự định sẽ tham gia cuộc thi trang điểm toàn quốc liên thì muốn cô hoãn lại vì có nhiều chuyện đang xảy ra khá rắc rối cô nhất quyết tham gia với tâm lý hào hứng vô cùng liên đang nói chuyện điện thoại về vụ con chip thầy san ngồi đăm chiêu ngoài kia hiểu viện tới mang đồ ăn cho liên và san cô ra ban công kêu san tham gia cuộc thi trang điểm quốc tế lần này san từ chối vì người tổ chức là bên công ty tinh hà nói một hồi thấy cô cãi cùn san từ chối giải thích thêm hiểu viện chạy tới chạy lui lấy đồ ăn lấy nước cho san liên ngồi chứng kiến mà thấy chướng mắt làm như người ta là con sen vậy hiểu viện mang nước ra, san bực bội, nói cô dù có phục vụ cỡ nào, cũng không tham gia cuộc thi đó chung với cô đâu. Liên đi ra, Liên và san cãi lộn, kêu cô vào trong, muốn tâm sự mỏng với san. Hai người đàn ông nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng, san nói lần đó vào phòng mẹ, thấy công ty tinh hà sắp tuyển hiểu viện, san muốn tuyển trước để ra điều kiện với mẹ, ngoài ra chẳng thấy gì khác. Liên không ép san nói nữa, anh đành chơi chiêu gọi bà Phạm rước san về, san giật điện thoại anh. Liên bắt San phải mở studio với Hiểu Viện, không thì coi chừng về lại ngôi nhà thân yêu hiểu viện đi vào vui mừng vì san chịu mở studio hiểu viện kéo tay san lại ngồi bàn chuyện ngay liên lên cơn ghen chui vào ngồi chính giữa khoác vai hiểu viện ép thầy san còn chút ếch san đưa thẻ ngân hàng ra đủ vốn mở studio khỏi cần vốn của liên hiểu viện vui mừng cô muốn đặt tên cho tiệm là bác viện dựa trên tên tưởng bác và hiểu viện kết hợp liên thấy nóng máu rồi đó đứng dậy đi làm luôn không quên đưa hiểu viện ngồi xa xa thầy san hai người chẳng bàn gì nữa san đi ngủ tiếp Cô ngồi đó nghĩ cái tên studio. Hai người đi kiếm chỗ thuê mặt bằng, rồi vào quán nước giải khát, sẵn bàn bạc lại tí. San kêu hoãn lại đi, cô không chịu, San lái qua chuyện khác mời cô ăn bữa ngon, gặp đang khổ, nhìn menu giá cắt cổ, cô kéo San đi luôn. Liên cùng ông Sơn tiếp tục bàn về phòng game của bà Phạm, nghi bà Phạm cũng tham gia thí nghiệm nên mới có thể tiếp cận với Noah và về sau tranh thủ hại chết Noah. Liên nhờ ông Sơn điều tra xem có bao nhiêu người tham gia thí nghiệm lần đó. Tôi xuống, San ngủ dưới sàn hiểu viện ngồi làm việc liên đi về nhìn lên vết thương trên cổ cô ấy nhớ lại hồi nãy nói chuyện với ông sơn ông sơn nói có thể lấy con chip ra được phải đợi một năm mới có thể phẫu thuật tách ra khỏi não liên lo lắng anh vào trong lấy tờ giấy năm nào cô viết trong đó rằng sẽ hoàn thành một việc cho anh coi như trả nợ cô đọc xong nhìn anh cười liên nói muốn gia nhập làm studio chung hai người tình tứ anh vuốt ve cô cô thì choàng cổ làm ồn ào thầy san giật mình tỉnh giấc sáng hôm sau có người giao thùng hàng tới, hiểu viện phụ trách sơn tường cho studio, cùng họ ăn mì gói nói chuyện nhộn nhịp. Cô miệt mài sơn tường, chuẩn bị đồ ăn cho ba người, cứ tiếp tục ngày qua ngày. Có cuộc gọi, báo cho hiểu viện tới coi thầy San, San xin xếp cao cho thư mời tham gia cuộc thi, dù sao cũng chỗ quen biết. Ông ta đã không cho còn bắt uống quá trời rượu, có người cản, San cũng không nghe, rót một ly đầy uống, để mong ông ta chịu. Hiểu viện bước vào, mỉa mai, dằn mặt ông ta rồi kéo San đi. Hiểu viện mắng San vài câu, san chỉ muốn nghĩ cách để tham gia cuộc thi mà thôi liên đang ngồi trong studio hiểu viện dẫn san tới tham quan mọi thứ chỉnh chu từ a đến z cách bố trí đơn giản nhưng vô cùng thời thượng cô tìm ra nhiều nguồn khách hàng khác nhau dự tính sắp tới san và cô sẽ bận rộn làm đấy hiểu viện vui vẻ ra nói chuyện với liên massage cho anh liên hỏi vụ cuộc thi hiểu viện không còn thiết tha nữa coi như không có duyên liên ra bãi xe ngồi đâu ra san chui rô trên đường san nói về cách khác giúp hiểu viện có thể tham gia cuộc thi đó là nhờ liên đi tìm ban tổ chức mở tư cách tham gia cuộc thi cho beauty blogger hiểu viện cũng sẽ có cơ hội trong lần này san đưa báo cáo nghiên cứu về beauty blogger cho liên anh vốn không ưa san nên có quan tâm báo cáo đó hai người lại chiến tranh lạnh san bảo dừng xe phía trước liên thích chạy tiếp nói vài câu với san về cuộc thi hiểu viện ở tiệm make up cho thị tuyết hai người nói chuyện rất vui vẻ ba người bạn của tuyết thấy tuyết khen tuyết đẹp quá xá sẵn tiện tuyết giới thiệu hiểu viện cho họ muốn đẹp như tiên thì tìm tới studio của hiểu viện ba bà nghe thấy khoái ngồi xuống make up luôn hiểu viện ngồi tập vẽ ba của liên tới nói liên xin ông ta thư mời tham gia ông ấy tức giận tới tìm cô lớn rồi mà còn nói móc ông ta ngồi đỗ lỗi cho hiểu viện kể lại quá khứ liên nằm thất thần một góc ba liên đem cơm anh không ăn ông ta mắng anh um sùm ra ngoài cầm điện thoại đọc tin nhắn của hiểu viện nghĩ là do hiểu viện nên con trai ổng mới như vậy ông ta xóa rồi tới gặp hiểu viện xỉ nhục cô nghĩ muốn bám víu nhà giàu sao cô chỉ muốn mượn tiền chữa cho bà mình ông ta cười lên còn cảnh cáo hiểu viện hôm nay lại đến chửi cô ấy lần nữa rồi bỏ đi về hiểu viện ngồi một mình trong bóng tối ức chế không nói nên lời san vào tiệm mở đèn lên tính tạo bất ngờ mà thôi nói luôn san đưa cho cô thẻ dự thi cuộc thi mở cho các beauty blogger nào đăng clip lên mạng thu hút nhiều lượt xem liên bước vào nghe tin này tuy vui nhưng hiểu viện không cười nổi san đi vô trong cô tới ôm liên cứng ngắt không dám nói chuyện lúc nãy bảng hiệu studio nếp bàn được mở ra hiểu viện hào hứng cô vẫn luyện tập vẽ đưa san coi san vẫn góp ý theo kiểu chảnh như ngày nào liên nhìn thấy bực rồi hiểu viện ủy oải vẽ tiếp liên để qua bên đưa bánh cho cô ăn san nhìn hai người họ tức bỏ đi hiểu viện vẽ tới ngủ quên liên đắp chăn cho cô cuộc thi sơ tuyển cuối cùng cũng tới quá trời người thi hiểu viện cũng được tham gia trong số đó liên xem xếp hạng phát hiện hiểu viện cũng đã vào được vòng loại cuối san vẫn nói xiên sỏ liên phản bát hiểu viện đi ra đưa san coi góp ý về chủ đề vòng loại cuối là trang điểm cô dâu san giải thích cho cô biết nhưng hiểu viện muốn luôn muốn bứt phá liên cũng đồng tình với cô san và hiểu viện cãi nhau san bỏ đi cô ở lại than thở với liên liên khuyên cô nghỉ ngơi biết đâu đầu óc thoải mái sẽ nghĩ ra ý tưởng hay ho hơn hiểu viện tối vẫn ngồi bàn tập vẽ liên tới âu yếm dắt lại ăn cơm hai người vui vẻ anh múc cho cô liên nhớ về ngày đó bên cạnh tĩnh dương nhưng chỉ là giấc mơ từ phòng thí nghiệm tạo ra vậy mà anh nhớ tới giờ bỗng điện thoại reo liên lập tức tới đó hiểu viện khoác áo cho anh như một người vợ lo cho chồng anh hôn lên chán cô rồi đi tại salon cô đến thăm mọi người ai cũng vui mừng chào đón xếp châu thấy cô kéo vô nói chuyện riêng rót nước mời cô hiểu viện tới muốn hỏi xếp châu về những chuyện xảy ra với liên trước khi liên tốt nghiệp xếp châu kể về hoàn cảnh đáng thương của liên sau lần dương chết ba mới quan tâm anh hơn khi gặp hiểu viện anh lại càng tập trung học hơn nhờ có cô liên mới tốt lên khuyên cô đừng tin lời ba của liên do sự việc đánh nhau cứu châu và dương nên anh mới không thể thi đại học được rồi còn phải điều trị tâm lý, hiểu viện lúc đó mất tích. Hiểu viện ra ngoài công viên ngồi khóc thút thít, liên tới ông cô, hỏi ba anh nói gì, cô không trả lời. Liên nhớ lại lần đó, cãi nhau với ba, bị ba tát cho một phát sảng hồn, ông ta đưa tờ giấy báo hiểu viện đã lấy tiền chấp nhận rời bỏ Liên. Liên vẫn ôm cô, an ủi và dỗ dành, nắm tay hứa với nhau cùng sống vui ngay từ giây phút này, bỏ hết quá khứ. Nói xong, anh bồng cô về, xếp châu sắp cưới, mặc đồ vest chú rể ra dáng phết, hiểu viện trang điểm cho vợ sếp hai người mặc đồ đôi đi dạo trên cầu cô choàng cổ anh đứng ngắm đường phố nhắc về chuyện đã qua ngẫm nghĩ âu cũng là duyên số cách xa mấy cũng về lại với nhau liên thấy tình hình hiện tại rất xấu vì tiểu tiểu đã công bố điểm thi hiểu viện chỉ ở top 21, không được vào vòng trong viện thấy đó là do bà ta nhắm vào mình không phải tại ai cả nếu vào được vòng trong có khi giành được cả giải nhất liên tham khảo việc xin thêm một vòng thi lội ngược dòng nhưng điều này khá khó khăn vì viện chỉ là một beauty girl nhỏ bé ít fan thấy ba mình đi tới liên liền nắm tay viện lại che chở bảo ông không cần xen vào chuyện của mình ông thấy liên quả là hồ đồ trên xe hai người tự chấn an nhau rằng sẽ không sao cả viện không có cơ hội này thì cô sẽ đi thi chứng chỉ ban nãy nói thì tự tin như vậy nhưng thật ra cô cũng sợ không được làm dâu nhà anh nếu em đã sợ như vậy thì anh sẽ làm rể nhà họ giang con rể dâng đến cửa chắc chắn sẽ nhận do làm việc quá lâu nên hiểu viện đột nhiên có triệu chứng trở lại anh tò mò khi thấy trên cổ viện có vết sẹo như rằng đã có cuộc phẫu thuật nào đó sợ cô bị gì nên cho cô về nghỉ ngơi. Hôm sau, viện nhớ lại lúc trước. Cô đi kiểm tra thì bác sĩ bảo vết phẫu thuật như đã làm ở năm trước và đã gắn chip ở bên trong. Bác sĩ nghĩ cô nên đi tìm bệnh viện chỗ trước để hỏi thử về nó xem. Viện biết Liên đã nhìn ra cổ mình có gắn chip, cô trách tại sao anh lại không nói với mình. Liên chấn an viện nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô cả. Về cửa tiệm, đại diện trang điểm quốc tế muốn hiểu viện tham gia dự thi. Bên Liên, anh đã biết thông tin về chỗ thí nghiệm, người đầu được thử nghiệm là anh, người còn lại là Tiểu Tiểu. Hèn gì bà ta biết nhiều chuyện này như vậy, anh nghĩ cái chết của Noah cũng có liên quan đến tiểu tiểu. Phạm tiểu tiểu biết tin hiểu viện được hồi sinh tham gia, bà khá tức giận. Sau đó di chứng cũ lại tái phát, nhớ lại người từng đảm nhận việc thí nghiệm bảo hệ thống của bà được nâng cấp thì phải có con chip của hiểu viện. Cho nên bà không thể để hiểu viện nổi tiếng hơn, vì như thế sẽ khó ra tay. Nhân viên bên tiểu tiểu gọi cho tưởng, bảo bà ấy đã cắt cổ tay. Hôm nay tình trạng của hiểu viện lại nặng thêm, cô ấy lại phải nhập viện theo dõi. Bây giờ Liên lo lắng không biết nên lấy con chip của hiểu viện ra hay không. Liên chăm sóc cho viện, anh bảo bác sĩ chỉ nói cô bị hạ đường huyết thôi cho cô đỡ lo. Viện cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đăng lên trang cá nhân làm kỷ niệm, ai biết đâu sau này có còn bên nhau nữa không. Cả hai đều biết nên vừa nở nụ cười, vừa âm thầm đau lòng. Hôm sau, hai người hẹn nhau ăn tối, người làm truyền thông như anh rất hân hạnh dùng bữa tối với cô Giang xinh đẹp. Tuy không là người nổi tiếng, nhưng anh nguyện dâng trái tim chân thành cho cô. Trong mắt anh không gì sánh bằng cô, Nói xong anh cũng không kiềm chế được mà phát khóc, anh rất bất lực khi có người mình muốn bảo vệ nhưng lại không đủ năng lực. Hai người cùng nhau đi những nơi mà họ muốn tạo khoảnh khắc đẹp bên nhau, để sau này không còn gì để hối tiếc. Tiểu Tiểu đã lên kế hoạch, còn ba ngày nữa bà sẽ cho người lấy con chip. Người bên cạnh bảo với bà hôm nào cậu tưởng cũng đến thăm, với cả kỳ liên lúc nào cũng điều tra về buồn nhập mộng. Trừ khi bà chết thì cậu ta mới có thể tìm được nơi này thôi. Có cuộc hẹn từ anh hai, nên viện và liên phải đi hỏi đường đến chỗ vẽ tranh. Vừa đến nơi, anh chạy đến nhờ liên khiêng hàng giúp mình. Vừa rời đi, thì viện thấy bà lộ mặt nên khá bất ngờ, bị tiêm thuốc nên cô cũng ngất đi. Liên thấy có điều đáng ngờ nên trở về vừa tới đã bị người khác đánh ngất. Ở chỗ Tiểu Tiểu, tưởng bác cũng bị bắt lại, bà bực tức khi người của mình lại đưa thêm Kỳ Liên về. Thứ bà cần chỉ là hiểu viện thôi, bonus thêm cho bà làm chi? Vì họ sợ Liên sẽ đi báo cảnh sát, nên đưa anh ta về theo. Họ có thể nghĩ ra cách khiến cho hiểu viện đạt giới hạn trong thời gian ngắn nhất, kích thích bên ngoài não đến mức tối đa vào phòng thí nghiệm, bà tạt nước vào hiểu viện cho cô tỉnh dậy. Nhìn thấy Liên cô cố gắng đến chỗ anh, nhưng sợ sệt khi thấy con dao từ tay tiểu tiểu. Bà thấy viện thật có phúc khi được hai người đàn ông quay quanh, nhưng hôm nay vận may của cô đã kết thúc. Bà định phá hủy nhan sắc của Liên, nhưng chợt nghĩ lại chỉ có nhiêu đó làm sao khiến viện khó chịu được. Nên bà đã đâm Liên khiến viện bàng hoàng, Tưởng bác cũng quỳ xuống cầu xin mẹ. Bà thật sự thất vọng với dáng vẻ này của Tưởng bác. Bà quay lại đâm nhiều nhát vào viện, Tưởng bác đến đẩy mẹ đi. Làm bà nổi điên mà ra tay với chính con mình, cũng nhanh chân kẹp cổ bà ta lại. Kỳ Liên thề ra một khi bà rơi vào tay anh thì anh sẽ trả thù cho Hứa Tĩnh Dương. Hôm nay có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định hoàn thành ước mơ của viện. Bà ta lấy được dao nên đã đâm vào chân Liên, bà khó hiểu tại sao anh lại biết Hứa Tĩnh Dương, không lẽ anh chính là 001, là người duy nhất thành công của cuộc thí nghiệm. Anh không nói nên bà đâm anh, nhưng cảnh sát đã kịp đến cứu mọi người và bắt giữ ả điên này. May mà Kỳ Châu đã báo cảnh sát vào phút cuối liên được đưa vào phòng cấp cứu anh bảo cô nhất định phải đến tham dự cuộc thi chứng minh bản thân thật tốt khi bản thân nguy kịch anh ta chỉ biết lo cho cô mà thôi triệu chứng của viện lại quay trở lại nhưng nghe lời của liên cô vẫn đương đầu với căn bệnh mà đến chỗ cuộc thi dù nhìn mọi thứ thật khó khăn cô phải chống chọi với cuộc sống ảo ma ca đa bên trong ký ức để xóa nhòa nó mà trở về thực tại nơi có kỳ liên luôn sẵn sàng đợi chờ cô hôm sau liên đã khỏe lại cảnh sát trần cũng bảo lại với liên rằng tiểu tiểu là kẻ đứng sau mọi chuyện theo như khám định thì bà ta bị tâm thần phân liệt rất nặng, ông cũng đưa phần ghi âm cuối cùng mà Hứa Tĩnh Dương đã gửi đưa lại cho Kỳ Liên thu được từ Tiểu Tiểu. Anh rất vui vì được quen biết Kỳ Liên, vì Liên là người đầu tiên được hệ thống Hải Đăng chữa lành, điều này tạo cho Dương lòng tin to lớn, khiến anh tin điều mình là đúng đắn. Nếu một ngày nào đó hệ thống Hải Đăng bị người nào đó âm mưu làm việc bất chính thì nó sẽ gửi tín hiệu cầu cứu cho Liên, Liên sẽ không bỏ mặc người bị hại đó. Tưởng bác đến chỗ hiểu viện động viên tinh thần cho cô vì thấy cô không được vào vòng trong. Anh cũng kể chuyện mình đã đến thăm mẹ, có lẽ bà ấy cho rằng hệ thống hải đăng là cơ hội giúp bà ấy thoát khỏi quá khứ. Bà ấy cũng đã mất lý trí trong nỗi đau khổ tột độ, dù sao cũng là mẹ con, và lại bà ấy cũng đã bị trừng phạt rồi. Hai người cùng nhau về nhà bà, cùng nhau tận hưởng năm mới tốt đẹp phía trước, vài ngày sau, hiểu viện tâm sự về nghề nghiệp sau này của mình. Nếu không làm được người nổi tiếng thì cô sẽ trở thành thợ cắt tóc, dù là cô tiểu thư ra thế khủng hay là cô gái như hiện tại cô cũng đều hài lòng. Còn Liên cho rằng dù cô là ai dù cô làm nghề nào đi chăng nữa anh cũng sẽ ủng hộ cô, cùng nhau vượt qua quãng đường phía trước cảm ơn các bạn đã xem kênh misaki làm phim hãy nhấn like và follow để mình có động lực ra nhiều bộ phim hay và chất lượng